chương 411, rời đi. Anh vẫn chưa ngủ à, em tưởng anh đã ngủ rồi, hứa bích hoài quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện bên cạnh, nhìn thấy bên mặt anh thông qua ánh trăng. Lãm Thanh Diện cười, nói anh cũng nghĩ em đã ngủ rồi, cho nên anh gọi em thử để xác nhận xem. Không không, em đang suy nghĩ một vài chuyện thôi, anh không ngủ được là bởi vì có tâm sự sao. Không bằng nói ra cho em nghe thử đi, hứa bích hoài nói. Lâm Thanh Diện hít thở sâu, Nói qua một thời gian nữa anh sẽ rời khỏi Hồng Thành đi đến một nơi rất bí mật, lần ra ngoài này, anh không biết khi nào mình mới có thể quay lại, có những mối nguy hiểm ở nơi đó mà anh không biết, anh nghĩ là anh cần phải nói cho em biết chuyện này. Anh không có ý định giấu giếm hứa bích hoài đi đến Quan Lĩnh, dù sao sự nguy hiểm ở Quan Lĩnh, anh phải đi thì mới có thể biết, sau khi Lâm Trung Thiên đi, đã nhiều năm rồi không nghe tin tức của ông, mặc dù tự tin vào thực lực của bản thân nhưng không ai biết được điều gì về nơi đó cả anh sợ lần này đi mình sẽ giống như Lâm Trung Thiên, sẽ không bao giờ thoát ra khỏi quan lĩnh được nữa, cho nên có một số chuyện anh vẫn cần phải giải thích. Khi hứa Bích Hoài nghe nói Lâm Thanh Diệt lại chuẩn bị ra ngoài, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, và lại nghe ý của Lâm Thanh Diệt, chuyện lần này có vẻ còn có nguy hiểm. Trước kia Lâm Thanh Diệt ra ngoài, cho dù gặp phải rắc rối, anh cũng sẽ nói với hứa Bích Hoài là không sao, hiện tại Lâm Thanh Diệt tự mình cảm thấy nguy hiểm, điều đó có nghĩa là sự việc này có thể ẩn chứa nguy hiểm mà cô không thể tưởng tượng được nguy hiểm lắm sao chuyện gì mà anh nhất định phải đi vậy hứa bích hoài hỏi lâm thanh diện gật đầu nói chuyện này liên quan đến tung tích của cha anh cho nên dù nguy hiểm cỡ nào anh cũng phải đi nhưng em yên tâm anh sẽ cố gắng hết sức để bản thân mình sống sót trở về gặp em dù sao thì anh cũng không muốn bỏ mặc em như thế này nghe lâm thanh diện nói vậy kế hoạch ban đầu của hứa Bích Hoài muốn ngăn cản Lâm Thanh Diện đã bị gạt bỏ. Cô biết việc tìm kiếm tung tích của cha mình luôn là một tảng đá trong lòng Lâm Thanh Diện. Nếu không được phép đi, chỉ e là anh ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon được. Vậy thì nhất định phải chú ý an toàn, không tìm được thì tạm thời từ bỏ, dù sao cơ hội cũng có rất nhiều, không nhất thiết cứ phải là lần này, hứa Bích Hoài an ủi anh. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói với hứa Bích Hoài tín đồn rằng quan lĩnh chỉ có vào mà không có ra, cũng không định nói với hứa bích hoài rằng nơi mà anh sẽ đến là một nơi cách biệt với thế giới, thay vào đó anh chỉ dùng từ khác là bí ẩn. Về sau anh sẽ sắp xếp một số việc cho chân tài anh và hướng vấn thiên, sau khi anh rời đi, họ sẽ hoàn toàn phối hợp với yêu cầu của em khi ở Hồng Thành. Anh đã nói với Huỳnh Thái bí mật bảo vệ em, cho nên em không cần phải lo lắng về bất kỳ mối nguy nào nữa, Lâm Thanh Diện tiếp tục. Hứa bích hoài gật đầu, Lâm Thanh Diện càng bảo vệ cô như thế này, Cô càng cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng, cảm giác mất cân bằng ở trong lòng như một cái móng vuốt không ngừng cào xé vào trái tim cô. "Chắc em cũng có chuyện muốn nói với anh nhỉ, nếu gần đây em có bất kỳ tâm sự gì, nói cho anh nghe một chút đi." Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nheo mắt cười, nói cũng không có gì to tát đâu, chỉ là một vài chuyện trên công ty thôi, em có nói hay không thì cũng vậy. Cô không định nói cho Lâm Thanh Diện biết cảm giác trong lòng mình bây giờ anh sắp phải đi đến một nơi tràn ngập nguy hiểm nói cho anh biết những chuyện này cũng sẽ chỉ càng làm anh phiền lòng thêm mà thôi có lẽ khi lâm thanh diện quay lại rồi nói cũng không muộn nhiều nhất cũng chỉ là cô phải chịu đựng một khoảng thời gian đau khổ thấy hứa bích hoài nói câu này lâm thanh diện cũng không có nghĩ nhiều nữa hôm nay chuyện của trung linh nhi khiến anh hơi mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi hứa bích hoài cứ nhìn chăm chăm lâm thanh diện như thế cho đến nửa đêm sau đó cô mới chậm rãi nhắm mắt lại vì buồn ngủ sáng hôm sau trần tài anh gửi một tin nhắn cho lâm thanh diện sáng sớm trung linh nhi dậy đã thu dọn đồ đạc và ra sân bay đáp chuyển bay sớm nhất về lại kinh đô lâm thanh diện thở dài một hơi mặc dù biết trung linh nhi không tha thứ cho mình nhưng anh thực sự chẳng có hơi sức để khiến cô gái đó thay đổi cái nhìn về mình trong khoảng thời gian này anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm bây giờ trung linh nhi chủ động quay lại kinh đô đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất bất kể như thế nào những chuyện này phải đợi anh từ quan lĩnh trở về rồi mới có sức mà xử lý. Trong những ngày tới, anh nghĩ đến việc sắp xếp lại mọi chuyện ở Hồng Thành sau khi anh rời đi, bây giờ Hồng Thành đã trở nên bên chắc như thép, thế lực ngầm và mạch máu kinh tế đều do Lâm Thanh Diện kiểm soát trong tay, cùng với Trần Tài Anh và Hướng Vấn Thiên, hai cánh tay phải đắc lực của anh, anh tin rằng ngay cả khi anh rời đi cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Điều duy nhất cần chú ý là mẹ vợ Tông Huyền Khanh không biết khi nào não của bà ta sẽ động kinh mà gây phiền phức cho hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện cũng biết Tống Huyền Khanh không muốn làm tổn thương hứa Bích Hoài, nhưng kiến thức quá thiển cận, sự bài xích đối với Lâm Thanh Diện khiến bà luôn làm tổn thương hứa Bích Hoài dù cố ý hay là vô tình. Cho nên Lâm Thanh Diện cổ tình nói chuyện với Tông Huyền Khanh, cảnh báo bà rằng nếu bà ấy dám đưa hứa Bích Hoài rơi vào nguy cơ nào một lần nữa, Điều đầu tiên anh làm sau khi trở về nhà là để Tống Huyền Khanh biến mất khỏi thế giới. Tống Huyền Khanh sợ khí thế của Lâm Thanh Diện, bà ngoài miệng đồng ý, trong lòng lại mắng anh 10.000 lần, nhưng nếu thật sự bị anh đánh thì bà quả thực không dám đặt hứa bích hoài vào vòng nguy hiểm nữa. Sau khi thu xếp xong bên phía Hồng Thành, Lâm Thanh Diện bí mật quay lại kinh đô lần nữa, gặp ông Độ, nói với ông Độ về chuyến đi sắp tới tới quan lĩnh của anh. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã là gia chủ của nhà họ Lâm muốn đến quan lĩnh đương nhiên phải tính đến con đường tiếp theo của nhà họ Lâm, nếu thật sự anh không thể trở về được, Lâm Thanh Diện đã sắp xếp với ông Độ về việc nhà họ Lâm nên bước tiếp như thế nào. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, đêm hôm ấy, Lâm Thanh Diện vuốt ve an ủi hứa bích hoài suốt cả một đêm, sáng dậy anh liền rời khỏi Hồng Thành, phóng thẳng đến Tô Thành. Sau khi tiến Lâm Thanh Diện đi, Tống Huyền Khanh lén lút đến phòng của hứa bích hoài, ngồi cạnh cô, khóc lóc kể lể, con gái à, con đã thấy Lâm Thanh diện đối xử với mẹ như thế nào trong thời gian này rồi đấy. Cậu ta không coi mẹ như một con người, con nói làm gì có người mẹ vợ nào được như mẹ chứ. Một người con dế như cậu ta, đơn giản là không thể yêu cầu cậu ta cái gì được mà. Không phải con cũng cảm thấy nhà họ Lâm và chúng ta có chút tranh lệch hay sao? Hay là con ly hôn với cậu ta đi, cho dù cậu ta có lợi hại hơn nữa, nhưng không coi mẹ là người, vậy mẹ cũng không quan tâm đến tiền của cậu ta đâu. Hứa Bích Hoài vẫn đang nằm thì trên giường trực tiếp đứng dậy, vươn tay đẩy Tổng Huyền Khanh, vẻ mặt buồn bực, mẹ mau đi ra ngoài cho con, tất cả đều là do mẹ tự tìm đến đó thôi, nếu mẹ vẫn ở trước mắt con gây phiên phức như thế, con cũng sẽ đối với mẹ như lâm thanh diện. Tống Huyền Khanh nhìn hứa Bích Hoài với vẻ mặt đau khổ, trực tiếp hô lên, trời sập rồi, con gái ruột của tôi không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa, lại còn đối xử với tôi như vậy, thời gian này không thể nào vượt qua, tôi sống còn có nghĩa gì chứ? Nhìn thấy Tống Huyền Khanh làm như vậy, Hứa Bích Hoài trực tiếp dùng chăn bông che đầu mình lại, trực tiếp dùng hai ngón tay che lỗ tai của mình. Bên ngoài phòng, Hứa Quốc Hoa đang nghe trộm ở cửa, sau khi nghe thấy tiếng hét của Tống Huyền Khanh, trên mặt hiện lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó ông lấy ra chiếc ví đã dùng sắp bỏ đi, mở ra thì thấy bên trong có một bức ảnh ố vàng, bên trên bức ảnh là một đứa bé được bọc lại, đứa bé được đặt trong một cái rổ, bên cạnh có hai thùng rác. Bên ảnh có một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền không to, trên đó có khắc chữ, có thể do lâu quá và thường xuyên bị sờ mó nên giờ không nhìn rõ chữ đó là gì nữa. Nhìn chằm chằm hai thứ này hồi lâu, Hứa Quốc Hoa lại cất ví, thở dài, sau đó xoay người đi ra ban công đùa chim. Tại một thị trấn thuộc quận Hồng Thành, một nam một nữ đang thong thả đi trên phố, hai người tuy ăn mặc giống nhau, nhưng khí chất trên người khó che giấu, đối chiếu với những người xung quanh sẽ biết hai người này rất khác với những người xung quanh đang lao vào công việc. Lạc Tâm nằm lấy cánh tay Sở Vân, nhìn đám người qua lại, trong lòng có chút xúc động. Cô và Sở Vân đã sống ở quận này một khoảng thời gian, có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, không phải nghĩ đến chuyện gia đình, không phải nghĩ đến việc trả thù cho Lạc Hân, không phải nghĩ bất cứ điều gì, sống một cuộc đời bình dị như nhân vật nhỏ là đủ rồi. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên cô lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, dừng lại, quay đầu nói với sở vân ở bên cạnh, Lâm Thanh Diện lại rời khỏi hông thành, tuy rằng không biết anh ấy định đi làm gì, nhưng anh ta sẽ không trở lại một thời gian. Sở vân cười nói, cô không cảm thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta rất tốt sao, chỉ bằng từ bỏ đi, Lâm Thanh Diện đã nắm giữ quyền hành của Lâm Thanh Diện, đơn giản là chúng ta không đấu lại anh ta. Khuôn mặt của lạc tâm hiện lên một tia sát khí, nghiến răng mối hận của chị gái tôi nhất định phải báo ngay cả khi tôi không thể đấu lại anh ta tôi cũng sẽ để anh ta phải nếm mùi đau khổ tôi sẽ tiêu diệt người phụ nữ anh ta yêu nhất điều đó thú vị hơn là giết anh ta loại cuộc sống này quả thực rất tốt nhưng lại không thích hợp với tôi việc duy nhất tôi phải làm bây giờ là tìm cách trả thù lâm thanh diện nói xong cô nhanh chóng đi về phía trước sở vân nhìn bóng lưng lạc tâm bất lực lắc đầu cuối cùng chỉ có thể đi theo sân bay kinh đô một chiếc máy bay chở khách đường dài hạ cánh, không lâu sau, một thanh niên khoảng 20 tuổi bước ra, theo sau là mười mấy người đàn ông mặc vest, oai phong lâm liệt. Hơi ngạc nhiên là sau khi những người này ra khỏi máy bay thì không còn ai ra khỏi đó nữa. Chỉ một số người trong số họ ngồi trên toàn bộ máy bay, chắc chắn hãng sẽ không kinh doanh kiểu thua lỗ này, chỉ có thể cho thấy những người này đã bao toàn bộ máy bay. Người thanh niên bước ra ngoài sân bay với nụ cười quỷ dị, chỉ cần nhìn từ ánh mắt cũng có thể biết được người này không tầm thường. Có một con sói ẩn trong cơ thể người này, một khi con mồi xuất hiện, anh ta sẽ bộc lộ tính chất hoang dã của mình, không cho con mồi có cơ hội chạy thoát. Thiếu ra, mục tiêu lần này của chúng ta là nhà họ Lâm ở Kinh Đô, theo hướng dẫn ở trên, chúng ta cần dáng cho nhà họ Lâm một đòn không thể xóa nhòa trong cạnh tranh thương mại, buộc nhà họ Lâm phải suy tàn, một người đàn ông đeo kính gọng đen trông như thư ký nói với người thanh niên. Tôi đương nhiên biết điều này, nhưng không vội, bây giờ tôi chỉ mới đến kinh đô, để tôi làm quen với môi trường ở đây trước đã, sau đó lại động thủ với nhà họ Lâm cũng không quá muộn, ngoài ra, không phải các anh tra được hiện tại tên gia chủ Lâm Thanh Diện kia không ở kinh đô sao? Đang ở một nơi nhỏ gọi là Hồng Thành gì đó, khoảng thời gian này tôi sẽ nghỉ ngơi và thư giãn, anh trước tiên đến Hồng Thành xem đi, sau khi hiểu rõ tình hình thì báo cáo cho tôi, tùy tình huống có thể ra tay đối với người tên Lâm Thanh Diện này nếu có thể thì trực tiếp loại bỏ anh ta, không cần phải cạnh tranh làm ăn với anh ta nữa, một gia tộc rắn mất đầu là dễ tan dã nhất, thanh niên lên tiếng. Thư ký đeo kính gọng đen gật đầu ngay lập tức với người thanh niên, kính cẩn nói, vâng, thưa thiếu gia. chương 412, không có nghĩa là tôi không được. Vùng ngoại ô tô thành. Lâm Thanh Diện bước dọc theo con đường lần trước đã đi, cuối đường chính là quầy rượu mà lần trước anh đã ghé qua. Hôm nay là ngày 15, Ngày được ghi trên tờ giấy kia, bên trên cũng không viết rõ thời gian cụ thể, nếu như không đoán sai, người của quan lĩnh có lẽ ở nơi này chờ cả ngày. Bỏ lỡ hôm nay, cho dù Lâm Thanh Diện biết người của quan lĩnh ở trong quán ba kia, người ta cũng không cho anh bất cứ cơ hội nào nữa, vậy nên anh nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện đi vào ngõ hẻm nơi có quán ba, trên tờ giấy viết là ngõ nhỏ phía sau quán ba, vậy nên anh đi dọc theo ngõ hẻm này đi thẳng đến cuối rẽ một cái, đi đến ngõ hẻm kia. Cách đó không xa, Lâm Thanh Diện nhìn thấy bên kia có một chiếc xe khách cỡ nhỏ đang đỗ, bên cạnh xe có một người đang đứng đó hút thuốc, chính là người phụ trách sản đấm bốc trong quán ba kia. Sau khi Lâm Thanh Diện đi tới, người phụ trách kia nhìn chăm chem vào anh, không nói gì mà ra hiệu cho anh lên xe. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi đến bên cạnh xe, lúc mở cửa xe ra đã thấy bên trong có bốn người đang ngồi. Anh quan sát bốn người kia một chút, phát hiện trên khuôn mặt mấy người đều mang vẻ âm tàn, ánh mắt thận trọng, chỉ là nhìn vào tướng mạo, mấy người này đều mang mối cỗ hung ác, đây là vì thường xuyên giết người mới có thể sinh ra khí thế như vậy. Chỉ từ những thứ này, Lâm Thanh Diện đã có thể phán đoán, mấy người này đều là dân liều mạng, trong đó có một người Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút quen mắt, giống như trước kia đã từng nhìn thấy lệnh truy nã trên bản tức. Quả nhiên, người muốn đến quan lính, đều là những người không thể lăn lộn bên ngoài xã hội và có đường lối ngoại giao nhất định, giống như Lâm Thanh Diện muốn đến quan lĩnh tìm người có thể nói ít càng thêm ít. Trong khi Lâm Thanh Diện đang quan sát bốn người kia, bốn người kia cũng đang đánh giá Lâm Thanh Diện, giống như vì Lâm Thanh Diện xuất hiện không ăn khớp với bọn họ nên hơi ngạc nhiên. Nhưng không có người nào nói chuyện, tất cả đều biết, mục đích của bọn họ là vì tiến vào quan lĩnh, nếu như lúc này xảy ra một chút phiền phức không cần thiết, chọc giận đến người quản lý quan lĩnh thì được không thể bù mất. Lâm Thanh Diện trực tiếp lên xe, ngồi xuống một ghế trống trong đó, không để ý đến sự dò xét của mấy người trong xe, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, trên xe ngồi đủ 7 người, người phụ trách ngồi vào vị trí ghế lái, lái xe rời khỏi ngõ nhỏ. Lúc này Lâm Thanh Diện mở to mắt, nhìn ra ngoài phía cửa sổ xe, phát hiện người phụ trách đang lái xe đi sâu vào trong vùng ngoại ô chẳng lẽ quan lĩnh này lại nằm trong núi sâu ở vùng ngoài ô của Tô Thành? Lâm Thanh Diện nghi hoặc trong lòng. Nhưng rất nhanh anh đã phủ định suy nghĩ này, nếu như quan lĩnh thật sự nằm trong núi sâu ở vùng ngoài ô của Tô Thành, có lẽ đã sớm bị người khác tìm được, những lời đồn đại bên ngoài liên quan đến quan lĩnh cũng sẽ không ít ỏi như vậy. Bây giờ nơi bọn họ đi đến, có thể chỉ là một điểm trung chuyển. Về phần phải trung chuyển thế nào, Lâm Thanh Diện cũng không biết rõ, bây giờ anh đã coi như lên thuyền giặc, Hiện tại nếu như ai muốn đổi ý, người phụ trách trên xe có lẽ sẽ quay đầu giết chết người này. Đương nhiên, nếu Lâm Thanh Diện quả thật muốn đổi ý, vẫn có tự tin vô cùng lớn có thể chạy trở về, dù sao thực lực của người phụ trách này cũng không chắc chắn mạnh hơn Lâm Thanh Diện. Vì rời khỏi nơi có người, từ từ tiến vào nơi không người, mấy người ngồi trên xe cũng trở nên thoải mái một chút. Là người liều mạng, những người này không thể ở những nơi có quá nhiều người, sơ sấy một cái sẽ có thể bị cảnh sát để mắt tới, vậy nên bọn họ sống rất cẩn thận. Chỉ có thể ở nơi không có người nào nhìn thấy như vậy, bọn họ mới có thể buông thỏng, không cần lo lắng ở một nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một đám người đến bắt bọn họ lại. Các vị, chúng ta có thể cùng tụ tập lại cũng coi như là duyên phận, mọi người sau này cũng đều muốn đi vào quan lĩnh, chỉ bằng tìm hiểu nhau trước một chút, chờ sau khi tiến vào, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp nhau một chút. Để tôi tự giới thiệu bản thân trước, mọi người có thể gọi tôi là Tam Điều, bởi giết mấy người bên ngoài nên bị truy nã, bị bức ép không biết phải làm thế nào, từ phía một người bạn nghe nói đến quan lính, vậy nên mới dự định vào xem. Một người đàn ông ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Sau khi người tự xưng là Tam Điều nói xong, những người còn lại cũng bắt đầu tự giới thiệu về mình, tất cả bọn họ quả nhiên đều là dân lưu mạc, trên tay dính mấy mạng người, bị truy nã không có cách nào tiếp tục sống ngoài xã hội. Lúc những người này tự giới thiệu về mình, sẽ còn cường điệu một chút những tội mà mình đã phạm phải, giống như coi những thứ đó là vốn liếng để khoe khoang. Lâm Thanh Diện từ từ nhắm hai mắt lại, sau khi nghe thấy bọn họ nói tới những tội ác kia liên có loại xúc động muốn giải quyết những người này ngay bây giờ, thay trời hành đạo. Đương nhiên, lúc đích lần này của anh không phải là đến để thay trời hành đạo, ra tay có thể ảnh hưởng đến việc anh tiến vào quan lĩnh, vậy nên anh cũng không xúc động. Có lẽ người bên trong quan lính cũng biết những người này trong tay đều dính đầy tội ác, vậy nên mới tìm những người như vậy tiến vào, như vậy để bọn tham gia tranh tài trong mấy trò chơi tàn nhân cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Dù sao đây cũng là thanh lý tai họa cho xã hội. Nghĩ như vậy, Lâm Thanh Diện lại cảm thấy quan lính vẫn là một nơi tràn ngập chính nghĩa. Sau khi đám người giới thiệu xong, người đàn ông tên Tam đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, đưa tay vỗ vỗ vai anh, không khách khí nói, tiểu tử, đừng ngủ, Tất cả mọi người còn đang nói chuyện phiếm, cậu ở đây giả chết làm gì? Nói cho chúng tôi một chút, vì sao cậu lại tiến vào quan lính, nhìn bộ dạng này của cậu, cũng không giống như người làm việc hung ác, chẳng lẽ cậu cũng làm việc gì đó không thể lộ ra ngoài, bất đắc dĩ mới phải tiến vào quan lính. Mấy người xung quanh đều cười, từ khi bọn họ nhìn thấy Lâm Thanh Diện lên xe, cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện là một người dễ bắt nạt, cho dù anh thông qua được sự chọn lọc của người phụ trách quan lính, có lẽ cũng là dựa vào may mắn muốn vào quan lĩnh có ai chưa từng làm việc không thể lộ ra ngoài trông anh ta rất ngay thẳng trong lúc không có ai không chừng có bộ dạng không thể hình dung nổi thường thì những người nhìn qua càng nghiêm túc đứng đắn như vậy trong lòng mới càng tả ác một người ngồi phía sau nói lâm thanh diện mở to mắt liếc nhìn tam điều nhàn nhạt, nhạt nói một câu đi vào tìm người tất cả mọi người trên xe đều sững sờ thoáng chốc trở nên yên lặng ngay sau đó tất cả mọi người đều phá lên cười trong giọng nói đều mang theo sự chế diêu vô tình. Ngay từ đầu bọn họ đã không đặt Lâm Thanh Diện trong mắt, chỉ phán đoán từ khí thế trên người, đã cho rằng Lâm Thanh Diện là một người không đáng coi trọng. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói mình tiến vào quan lĩnh tìm người, điều này lại càng khiến bọn họ cảm thấy buồn cười. Cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe nói, có ai vì muốn đi tìm người mà tiến vào quan lĩnh. Những người dân liều mạng này cũng đã nghe nhiều tin đồn về quan lĩnh, biệt nơi đó là một nơi đi vào sẽ không có cách nào trở ra, bọn họ có thể xuất hiện ở trên xe này, cũng đã sớm chuẩn bị suy nghĩ rằng cả đời không ra được. Bọn họ đều cho rằng, chết ở trong quan lĩnh so với việc sống nơm nớp lo sợ ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn. Vậy nên theo suy nghĩ của bọn họ, Lâm Thanh Diện nói mình tiến vào quan linh để tìm người, căn bản chính là chuyện cười, tiến vào nhưng không ra được, coi như thật sự tìm được người anh muốn tìm thì có lợi ích gì. Tiểu tử, đầu óc của cậu không phải bị uống nước rồi chứ, cậu muốn tiến vào quan lĩnh tìm người, cậu không biết quan lĩnh là nơi thế nào sao. Một người chế diễu nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Cậu ta không biết sau khi đi vào quan lĩnh sẽ không có cách nào để đi ra, đáng tiếc, bây giờ đã quá muộn, lúc này nếu như hối hận, có lẽ chỉ có một con đường chết. Lại một người nữa nói, sau đó còn liếc qua nhìn người phụ trách đang lái xe. Người phụ trách giống như không nghe thấy gì hết, chỉ tập trung lái xe mấy người không ra được không có nghĩ rằng tôi không thể lâm thanh diện lạnh lùng nói thật con mẹ nó có thể khoác lác cậu tưởng mình là ai đã nhiều năm như vậy cũng không có một cái có thể sống ra khỏi quan lĩnh trước khi đi vào cũng có người suy nghĩ giống như cậu đáng tiếc cuối cùng bọn họ chết thế nào cũng không biết một người diêu cợt nói những người còn lại đều mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn lâm thanh diện cảm thấy anh là người không có năng lực gì nhưng lại còn thích giả vờ tinh tướng Tam Điều Lường Lâm Thanh Diện một cái, sau đó cười nói, người ta cảm thấy có thể ra, không chừng là có điều gì đó đặc biệt, chúng ta đổi chủ đề, mấy người có thể ngồi trên xe này, cũng đều đã hoàn thành nhiệm vụ, không biết nhiệm vụ của mọi người là gì, nói ra nghe một chút, lúc này cũng đã rời khỏi nội thành xa như vậy, thảo luận chủ đề này có lẽ không có vấn đề gì. Đám người thấy Tam Điều đổi chủ đề, cũng không còn nói về chuyện của Lâm Thanh Diện, bắt đầu thảo luận đến nhiệm vụ trước đó bọn họ đã làm lúc đó tôi đi đến quán ba tìm người phụ trách hắn ta cho tôi một tờ giấy để tôi đi tìm một người đàn ông trong quán ba đánh một trận đánh thắng coi như thông qua tôi đến tìm một người được coi như khỏe mạnh đáng tiếc người kia lại rất hèn nhát vẫn còn chưa đánh đã đái ra quần cứ như vậy thuận lợi thông qua tam điều nói trên mặt mang theo một chút đắc ý tôi được quy định trong vòng nửa giờ liên tục đánh bại hai người trưởng thành điều này đối với tôi chính là việc rất nhỏ không có khó khăn gì một người đàn ông vạm vỡ nói, người đàn ông ngồi phía sau đặc biệt coi thường Lâm Thanh Diện mở miệng nói, việc này của mấy người quá đơn giản, nhiệm vụ lúc đó của tôi chính là lên võ đài khiêu chiến một quyền thủ, mẹ nó, đánh vô cùng vất vả, nhưng cũng may là tôi đã được tập võ, cuối cùng cũng thắng. Tất cả mọi người đều nhìn người kia bằng ánh mắt bội phục, mặc dù trên tay bọn họ đều dính mấy mạng người, nhưng đều biết những quyền thủ trên sàn đấm bốc đều vô cùng lợi hại, những quyền thủ này nếu giết người chắc chắn lợi hại hơn so với bọn họ, vậy nên đánh thắng một quyền thủ đối với bọn họ mà nói chính là một thành tựu không nhỏ. Lúc này Tam Điều lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, "Nhiệm vụ của cậu là gì? Tôi cảm thấy nhiệm vụ này giống như là căn cứ vào tình hình cá nhân để đưa ra, càng yếu thì nhiệm vụ càng đơn giản, nhiệm vụ của cậu không phải là đi tìm một người phụ nữ để đánh một trận, đánh thắng là được chứ?" Nói xong, người cả mọi người trên xe đều cười ha ha. Mày như vậy cũng đánh giá quá cao hẳn ta thôi, nhiệm vụ của hẳn ta có lẽ là tìm một cô gái nhỏ để đánh sâu lâu, thẳng coi như qua, chuyện này với hắn ta mà nói cũng đã là vô cùng khó khăn. Người ngồi ở phía sau ôm bụng cười. Lâm Thanh Diện cảm thấy những người này có chút nhàm chán, bọn họ và mình căn bản không phải người cùng trình độ, tham dự vào cuộc thảo luận này của bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Trong khi những người này còn đang đắc chí vì đánh thẳng một quyên thủ Lâm Thanh Diện đã có thể giải quyết cao thủ hàng đầu bậc nhất của Kinh Đô. Đến ngay cả Lý Vân Khê cũng tự nhận không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện kinh khủng thể nào, sao những người này có thể tưởng tượng nổi. Thấy Lâm Thanh Diện không nói gì, người ngồi ở phía sau lập tức mở miệng, tôi thấy hẳn ta bị tôi nói chúng, vậy mà không phản bác, là không có mặt mũi để phản bác nha, thật sự không biết đồ bỏ đi như vậy, tại sao lại có tư cách tiến vào quan lính. Giọng nói của hắn ta vừa dứt, Người phụ trách vẫn luôn lái xe vốn không nói gì, lúc này đột nhiên nhẹ nhàng ho lên hai tiếng, sau đó nói một câu. Anh ta đánh chết sói hoang, lời này vừa nói ra, trong xe lập tức yên tĩnh trở lại. chương 413, chạm trung chuyển. Anh ta, anh ta đánh chết sói hoang, quyền vương trong sàn đấm bốc ngâm kia. Một lúc lâu sau, Tam Điều mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói. Người phụ trách cười cười, nói, không sai, nhưng chỉ là tôi cảm thấy nhàm chán, tiện tay viết một cái, định đùa giỡn một chút, nếu như người kia cảm thấy nhiệm vụ này không có cách nào hoàn thành, tôi sẽ đổi cho anh ta cái khác, ai ngờ anh ta lại thật sự làm được, hơn nữa sau khi lên võ đài liền đạp chết sói hoang chỉ bằng một đạp. Lời này của hắn ta khiến tất cả mọi người trên xe hít vào một ngụm khí lạnh lân nữa, tam điều đang ngồi bên cạnh lâm thanh diện vô thức xê dịch sang một bên khác, tách ra lâm thanh diện một khoảng cách nhất định. Mãi người ngồi phía sau dùng mình một cái, không ngờ một người nhìn qua không có điều gì đặc biệt như Lâm Thanh Diện mà lại lợi hại như vậy, một đạp lại có thể khiến cho quyền vương trong sàn đấm bốc ngầm bị chết, người có thực lực thế này, căn bản không phải người mà bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe được những lời của người phụ trách, trên mặt cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lúc muốn đi vào quan lĩnh còn tưởng rằng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ giết chết quyền vương cao thủ bậc nhất. Bây giờ mới biết, hóa ra đây chỉ là một trò đùa của người phụ trách. Chỉ là anh thấy nhiệm vụ này có chút khó khăn, nhiệm vụ của những người khác thật ra mà nói đều tương đối đơn giản. Tam Điều nuốt nước bọt, sau khi do dự một chút, mặt mũi đầy vẻ cung kính hướng Lâm Thanh Diện nói, cái đó, anh trai, lời em nói lúc trước có chỗ nào đắc tôi, anh đại nhân có đại lượng, cặp chân kia của anh cũng đừng tùy tiện đá vào người em nhát. Thấy Tam Điều bắt đầu xin lỗi Lâm Thanh Diện, những người trên xe cũng bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, bọn họ đều là những người lăn lộn trên mũi đau biết người thế nào có thể gây sự, người thế nào không thể, người giống như Lâm Thanh Diện có thể giết chết quyền vương bảng một cú đạp, nếu thật sự tức giận, chỉ sợ hôm nay bọn họ không có cách nào còn sống tiến vào quan lĩnh. Người đàn ông ngồi ở phía sau đang vô cùng căng thẳng, vừa rồi hắn ta chế giễu Lâm Thanh Diện lợi hại nhất, sau khi biết Lâm Thanh Diện khủng bố như vậy, cũng sợ hãi nhất. Anh, đại ca, trước đó là em nhớ miệng, em là ếch ngồi đáy giếng, em có mắt không tròng, lão nhân ra người bất giận, nhưng tuyệt đối đừng đá một cước lên người em Lâm Thanh Diện thấy thái độ của mấy người ngồi trong xe thay đổi nhanh như vậy trong lòng cũng có chút buồn cười nhưng anh cũng không quá để tâm đến phản ứng của những người này thấy Lâm Thanh Diện không nói lời nào tất cả mọi người trong xe đều im lặng bầu không khí trong xe cũng có chút một ngạt Tam điều ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện cũng có chút đứng ngồi không yên nếu không phải xe đang chạy trên đường chắc chắn hắn ta sẽ cầu xin người khác đổi cho ngồi với mình Người phụ trách quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện một chút, tuy ánh mắt bên nhìn Lâm Thanh Diện có chút khác biệt, nhưng cũng không quá mức đặc biệt, rõ ràng những người trên xe giống Tam Điêu đều là lần đầu tiên gặp được người lợi hại như Lâm Thanh Diện, nhưng người phụ trách thì không phải như vậy. Theo tin đồn bên ngoài, những người có tiền ở trong Quan Lĩnh thích xem nhất chính là cuộc chém giết giữa những cao thủ, vậy nên ở Quan Lĩnh chắc chắn không thiếu cao thủ, những người giống Tam Điêu đi vào trong Quan Lĩnh nhiều nhất chỉ là bia đỡ đạn mà thôi mà Lâm Thanh Diện thể hiện thực lực, mặc dù khiến cho người ta chấn kinh, nhưng ở trong quan lĩnh chắc chắn cũng không được coi là quá xuất chúng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dựa vào thực lực mà Lâm Thanh Diện đã thể hiện mà thôi, từ sau khi Lâm Thanh Diện làm môn hạ của lão đầu tử kia, cho tới bây giờ Lâm Thanh Diện chưa từng gặp người nào để mình cần phải dốc hết toàn bộ sức lực, tên ra hỏa sau khi bị lạc tâm hạ dược thì không tính. Nhìn phản ứng của người phụ trách, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu tò mò rốt cuộc quan lĩnh là nơi thế nào, nếu như trong đó thật sự có cao thủ tập trung, vậy anh có thể thi triển thân thủ của mình một cách hẳn hoi rồi. Bây giờ Lâm Thanh Diện mới hơn 20 tuổi, cũng chính là thời điểm huyết khí phương cương, đối với chuyện chiến đấu, cũng có sở thích vô cùng mãnh liệt, nếu có thể gặp được đối thủ có thực lực ngang nhau, đối với anh mà nói cũng chính là một chuyện đáng hưng phấn. Tiếp tục chạy được khoảng 2 giờ đồng hồ, tiến vào trong rừng núi hoang tàn vắng vẻ, người phụ trách dừng xe lại cho tất cả mọi người xuống xe sau đó dẫn bọn họ đi bộ vào trong rừng quan lĩnh này sẽ không phải thật sự nằm ngay trong rừng sâu núi thắm này chứ nếu thật sự là nơi này vậy chúng ta đều có thể tìm được tam điều tự nhủ một câu thật sự muốn nói như vậy lúc trước tôi còn tới trên núi này khi đó tôi bị người ta đuổi giết bất đắc dĩ mới phải trốn vào nơi rừng sâu này như vậy chẳng phải khi đó tôi đã đến rất gần quan lĩnh rồi sao lại một người mở miệng nói rất rõ ràng, nếu như quan lĩnh thật sự ở trên núi ở cùng ngoại ô của Tô Thành, những người này có chút thất vọng, theo bọn họ nghĩ, dựa vào những lời đồn đại lợi hại như vậy về quan lĩnh, không nên ở một nơi đơn giản như vậy. Người phụ trách cũng không nói lời nào, chỉ tự mình đi về phía trước, mà càng đi vào sâu bên trong, Lâm Thanh Diện từ từ phát hiện một số cây cối xung quanh xuất hiện camera giám sát ẩn nấp, xem ra điểm đến của bọn họ có lẽ không còn quá xa. Khoảng nửa giờ sau, Đám người đi xuyên qua rừng cây, đi tới một không gian thoáng đáng, xa xa nhìn lại, bên kia có những dãy phòng san sát nhau, ở phía trước có một bãi đất trống rộng lớn, bên kia có ba sân bay trực thăng với khoảng cách vừa phải, lúc này có ba chiếc máy bay trực thẳng đang đậu ở đó. Quả nhiên, giống như Lâm Thanh Diện phỏng đoán, nơi này chỉ là một trong những trạm trung chuyển đến quan lĩnh mà thôi, cũng không phải như những gì mấy người tam đều suy đoán. Sau khi mấy người tam đều nhìn thấy tình hình, cũng đều sướng sờ. Lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nơi này không thể là Quan Lĩnh, bọn họ cần ở đây trung chuyển mới có thể đến nơi mà bọn họ muốn đến. Người phụ trách dẫn mọi người tới dãy phòng phía bên kia, có thể thấy rất nhiều nhân viên làm việc mặc đồng phục, có rất nhiều người giống như mấy người Tam Điều. Mặc dù rất ít người biết đến Quan lính, nhưng số nhân khẩu khổng lồ, chắc chắn sẽ có người thông qua đủ loại con đường để biết được nơi này và muốn đến đây để sống. Vậy nên tập trung nhiều người ở nhiều khu vực lại. Số lượng liên trở nên nhiêu như vậy. Người phụ trách đưa mấy người Lâm Thanh Diện đến một trong những căn phòng đó, trong phòng này có 7 cái giường và 7 cái bàn, trên mặt bàn đặt một cái cốc, trong cốc không biết là đựng nước hay là thứ gì khác. Sau khi dừng lại trong căn phòng, người phụ trách nói với mọi người, bây giờ mọi người đi lấy cốc trên bàn, uống nước trong đó rồi nằm lên giường, đến lúc đó sẽ có người đưa mọi người lên máy bay trực thăng, chờ sau khi mọi người tỉnh lại lần nữa thì đã đi đến Quan Lĩnh rồi. Trong cốc kia là thứ gì, sao chúng tôi có thể biết sau khi uống nước sẽ tỉnh lại hay không tỉnh nữa? Có người mở miệng hỏi một câu. Người phụ trách mỉm cười, nói, nước trong cốc này sẽ chỉ làm cho mấy người ngủ một giấc mà thôi, bây giờ mấy người có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn uống nước, nằm lên trên giường, hoặc bây giờ đi ra ngoài, tôi tin rằng không đến 10 giây, mấy người thật sự sẽ không tỉnh lại. Trong lòng mọi người đều lột bộp một tiếng, nhưng rất nhanh đều hiểu, từ khi bắt đầu tiến vào nơi này mạng của bọn họ đã không nắm trên tay mình nữa. Lâm Thanh Diện cũng không cảm thấy gì, dù sao quan lĩnh cũng không muốn để những người này biết con đường tiến vào quan lĩnh, trước khi tiến vào, để bọn họ ngủ một giấc đã được coi như là thủ đoạn tương đổi nhẹ nhàng rồi. Nhưng để an toàn, anh cũng không phải là người đầu tiên đi qua uống nước trên bàn. Lúc này Tam Điều giống như có can đảm rất lớn, đi đến trước một cái bàn trong đó, cầm cốc nước trên bàn và u ống một hơi cạn sạch, sau đó lên giường nằm hóa nó dù sao cũng là cái chết đã tới đây rồi cũng không có gì phải sợ nữa tam điều mở miệng nói một câu hắn ta vừa nói xong thì trực tiếp ngã xuống giường sau đó ngáy lên đến giờ phút này mọi người mới yên tâm nhao nhao đi đến trước bàn cầm cốc nước trên bàn uống hết sau đó nằm lên giường lâm thanh diện thay thế cũng đi qua sau khi uống xong cốc nước kia thì nằm lên giường chỉ trong chốc lát trên đầu truyền đến cảm giác hôn mê mãnh liệt ngay sau đó anh cũng không thể khống chế nổi mí mắt của mình liền nặng nề ngủ thiếp đi không thành ở một nhà hàng khuất trong một ngõ hẻm lạc tâm đã cải trang và dùng thuật trang điểm để thay đổi gương mặt của mình một chút đang ngồi trên bàn mìm cười nhìn người đối diện người ngồi đối diện lạc tâm chính là lục thiên điệp bạn tốt nhất của hứa bích hoài từ sau chuyện lần trước lục thiên điệp và hứa bích hoài dần ít liên lạc với nhau hơn một là vì biết lâm thanh diện sẽ không có bất cứ ý gì với cô cô làm thế nào đi nữa cũng chỉ là chuyện vô ích. Một là vì cảm thấy trước kia mình làm những chuyện kia có chút có lỗi với hứa bích hoài, vậy nên khi đối diện với hứa bích hoài, chắc chắn có chút áy náy. Lúc này sắc mặt lục thiên điệp có chút âm châm, còn mang theo một chút lo lắng và vài phân sợ hãi, cô hơi sợ khi ngồi đối diện lạc tâm. Cô đã đưa ba mẹ tôi đi đâu? Cho dù chuyện lần trước tôi không làm được, cô cũng không nên ra tay với ba mẹ tôi. Lục thiên điệp nhìn chằm chằm vào lạc tâm hỏi. Lạc tâm mỉm cười với cô, nói, ha ha, tôi tới tìm cô cũng không phải vì chuyện lần trước, ba mẹ cô tạm thời không có nguy hiểm gì, chỉ có điều, bọn họ có thể trở về hay không hoàn toàn được quyết định vào việc cô có thể phối hợp với tôi hay không. Lục thiên điệp sướng sờ, lập tức hỏi, phối hợp với cô. Cô lại muốn làm gì? Trước đó tôi đã làm tốn thương Bích Hoài một lần, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Bích Hoài nữa. Ô, nói như vậy, cô cảm thấy mạng của ba mẹ cô lại kém hơn con tiện nhân hứa bích hoài kia. Lạc tâm nheo mắt lại, bắn ra một tia sát khí vô hình. Thân thể lục thiên điệp khẽ run rẩy, cắn răng nói, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chuyện tôi muốn cô làm rất đơn giản, bây giờ Lâm Thanh Diện là kẻ thù lớn nhất của tôi, anh ta không ở Hồng Thành, tôi muốn sau khi anh ta trở về phát hiện người phụ nữ mà anh ta yêu nhất đã không còn, cô chỉ cần phối hợp với tôi, khiến cô ta bị lừa gạt sau đó giao vào tay bọn buôn người, sau khi hoàn thành xong những chuyện này, tôi sẽ đưa ba mẹ cô toàn vẹn đến trước mặt cô. Lạc tâm cười nói, lục thiên điệp do dự rất lâu, trên khuôn mặt đều là vẻ xoắn suýt, có thể nhận thấy cô vô cùng đau khổ. Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, và nói, vậy cô nhất định phải cam đoan, không được đụng vào một sợi tóc của ba mẹ tôi. chương 414, bỏ qua cho cậu nhỏ của tôi đi. Âm u, ẩm ướt, ồn ào. Lâm Thanh Diện cảm giác là mình đã ngủ rất lâu rồi, đầu có chút choáng váng, mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện mình đang trong một không gian có tia sáng mờ mịt, không khí cực kỳ ẩm ướt. Ở trên cùng có treo một chiếc đèn mờ để cho anh có thể nhìn cơ bản được tình huống ở xung quanh, có thể chú ý đến nơi này có không ít người, thỉnh thoảng sẽ có vài người đi qua trước mặt của Lâm Thanh Diện, những người đó sẽ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt mang theo nụ cười đùa cợt. Người mới tới đã tỉnh rồi đây này nhanh đi thông báo cho ông chủ đi, đã đến thời gian hưởng thụ người mới rồi. Đây là lần đầu tiên mà người trong phòng số 13 của chúng ta có thể hưởng thụ được mấy tên nhóc kiểu da thịt mịn màng như thế này, nhìn qua cũng rất ngon miệng, chờ đến lúc lão đại chơi đùa với cậu ta xong rồi thì chúng ta cũng có thể lân la nếm thử mùi vị. Mẹ kiếp, ở một nơi quỷ quái như thế này nhiều năm như vậy rồi, nhìn thấy một người đàn ông mà cũng cảm thấy xinh đẹp trong trẻo. Mặc dù là giới tính của ông đây bình thường, nhưng mà cũng không thể chịu đựng được đã lâu như vậy rồi còn không chạm vào phụ nữ, chờ một lúc nữa lão đại nhám nhát xong thì chúng ta cũng phải hưởng thụ. Mày muốn đi tìm phụ nữ để thỏa mãn thì có thể đi đến Đăng Thiên thê một chuyến, chỉ cần mày có thể lên được thì một đám lớn phụ nữ ở trong quan lĩnh này đều sẽ bò lên người của mày, đến lúc đó ngay cả giường mày cũng không bước xuống được đâu. Mẹ kiếp, mày nói nghe nhẹ nhàng quá ha, kể từ khi quan lĩnh tồn tại đến nay thì Đăng Thiên thê thành công tổng cộng mới có hai cái ai mà dám đi khiêu chiến món đồ đó chứ, đây không phải là muốn chết hả. Lão đại phòng số 5, đoạn thời gian trước vừa mới khiêu chiến, kết quả vừa mới đến lần thứ hai thì thất bại rồi, chết phải gọi là thảm thiết luôn. Nói cũng đúng nhỉ, người canh giữ của Đăng Thiên Thê đều là những cao thủ đứng đầu ở bên trong quan lĩnh đó, tùy tiện kêu ra một người cũng có thể đối phó được 100 cao thủ, nào có dễ dàng khiêu chiến như vậy được. Nghe đám người này bàn luận với nhau, Lâm Thanh Diện trực tiếp ngồi dậy từ dưới đất, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện nơi đây chính là một căn phòng có diện tích cũng lớn tương đương với hai lớp học. Căn phòng này ba mặt đều là tường, còn một mặt còn lại thì là hàng rào sắt, xem ra nơi này cũng không kém với nhà tù bao nhiêu. Trong căn phòng này tổng cộng có khoảng 20 người, những người này nhìn sắc mặt đều âm u, mắt lộ ra ánh sáng tối tăm, dường như là qua một khoảng thời gian rất lâu rồi vẫn chưa được nhìn thấy ánh sáng nhìn ra được những người này cùng một loại người với bọn người tam điều, chỉ có điều là trên người của những người này có mùi máu tanh hơn so với đám người tam điều, xem ra thì bọn họ chính là những người còn sống sót được trong những cuộc chém giết. Lâm Thanh Diện chú ý đến trong căn phòng này không có người ở trên xe trước khi anh đến đây, từ những người trong căn phòng này có thể đánh giá được, bọn người này không phải ở trong một căn phòng này, chắc có lẽ là đám người tam điều đều bị chia qua những căn phòng khác nhau. Chẳng lẽ nơi này chính là quan lĩnh, là một nhà tù tương đối lớn. Từ những điều kiện xung quanh có thể quan sát được, chắc hẳn nơi này là dưới mặt đất, chẳng lẽ quan lĩnh là một địa phương tồn tại dưới mặt đất. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng của Lâm Thanh Diện này sinh ra rất nhiều nghi vấn, có điều là bây giờ anh vẫn còn chưa có cách nào để lập tức làm rõ ràng tình huống ở nơi đây. Từ trong lời nói của những người này, Lâm Thanh Diện có thể suy đoán được có lẽ là hiện tại anh còn phải xử lý một chút phiền toái trước cái đã. Hắc hắc, cậu nhóc mau thức dậy đi, để chúng tôi kiểm tra một chút xem xem thân thể của cậu như thế nào rồi, để nhóm người chúng tôi nhấm nháp cậu một lần. Đây là quy định của người mới nha, nếu như ai mà không tuân thủ thì kết cục sẽ khá là thê thảm đó. Một người đàn ông đang đi về phía của Lâm Thanh Diện, trên mặt còn mang theo nụ cười dâm đãng, nhìn đến nỗi làm toàn thân của Lâm Thanh Diện đều nổi ra gà. Cút, Lâm Thanh Diện nhìn người đang đi tới, chỉ nói ra một chữ, người đang đi về phía bên này cũng không hề dừng lại ngược lại trên mặt còn lộ ra một nụ cười nhạo lên tiếng nói những người mới như các cậu ấy à quả nhiên đều là cùng một kiểu với nhau đều cho là ở bên ngoài mình có thể giết được mấy người thì liên ngầu không chịu được nói cho cậu biết nha có thể bước vào chỗ này có trên người có ai mà không có chút bản lĩnh nhanh cất chút kiêu ngạo này của cậu lại cho tôi nếu không thì bây giờ tôi sẽ dạy cậu cách làm người thằng nhóc đừng có mà không biết tốt xấu ở đây nơi này chính là quan lĩnh ở nơi đây không bị pháp luật trói buộc đâu cho dù ở trong căn phòng riêng của mình thì cũng cho phép ra tay ở đây có đánh chết người gọi cũng sẽ không có ai đến quan tâm đâu cậu là người mới đến tốt nhất là thành thành thật thật làm theo quy tắc cho chúng tôi còn nếu như không thì chúng tôi sẽ thay phiên nhau mà dạy cậu làm người những người còn lại cũng đều lên tiếng cảnh cáo lâm thanh diện lâm thanh diện lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này bởi vì vừa mới tỉnh dậy anh cũng đang muốn hoạt động gân cốt một chút để lên tinh thần. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng hiểu rõ ở một nơi như thế này, cho dù có quy tắc và đạo lý gì đó thì đều là nói nhảm thôi, nơi này chỉ tôn thờ sức mạnh. Nắm đấm của người nào lớn hơn thì người đó chính là quy tắc, cho nên anh cũng không muốn phải nói đạo lý với những người này. Các người nói nơi này có thể tùy tiện giết người à? Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại một câu. Hắc hắc, nói không sai, Chắc là cậu cũng không muốn vừa mới bước vào đây thì lại chết ở chỗ này đâu nhỉ, nếu như biết sai rồi thì bây giờ ngoan ngoãn cởi quần áo ra đi, đứng đổi diện với tưởng ấy, người kia cười nói một câu. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm với người kia, trực tiếp bước lên một bước ra tay với hắn ta. Nơi này đã có thể tùy tiện giết người, vậy thì Lâm Thanh Diện cũng không cần phải do dự cái gì nữa, muốn lập uy thì phải quả quyết một chút. Dù sao thì những người bước vào quan lĩnh này cũng đều là dân liều mạng, tội phạm truy nã, giết bọn họ, Lâm Thanh Diện cũng không có gánh nặng ở trong lòng. Người kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện lại muốn chủ động ra tay, nhếch miệng, duỗi tay ra be lấy nằm tay đang đánh tới của Lâm Thanh Diện. Trong nháy mắt tay của hai người tiếp xúc với nhau, sức lực trên nắm tay của Lâm Thanh Diện trực tiếp đánh bàn tay của người kia ngược trở lại. Trên mặt của người kia lộ ra một tia kinh ngạc, nhanh chóng lui ra phía sau, có điều là vẫn bị một đấm này của Lâm Thanh Diện đánh cho sắc mặt đỏ lên, Tiếp theo đó trong miệng phun ra một ngụm máu. Lâm Thanh Diện nhướng mày lên, dựa theo suy đoán của anh, một nắm đấm này của anh cũng có thể khiến cho người kia mất mạng tại chỗ, nhưng mà không ngờ đến là hẳn ta cũng chỉ nôn ra một ngụm máu. Thực lực của người đánh nhau với Lâm Thanh Diện được so sánh như là sói hoang, xem ra những người ở trong quan lĩnh này quả nhiên không hề đơn giản, tùy tiện một người như thế này mà còn có sức lực không yếu. Chắc hẳn là những người ở trong căn phòng này đều có sức mạnh ở mức độ này chỉ sợ là trong số đó còn có những người mạnh hơn. Nếu như lại đến những căn phòng khác nữa, chắc là sức mạnh của những người này kết hợp lại, phóng ra bên ngoài, tuyệt đối đó chính là một sức mạnh khá cường đại. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Thanh Diện cũng đã bình thường trở lại. Ở đây là quan lính, là một nơi không có pháp luật, vậy thì nguyên tắc mà nơi này tuân theo cũng chính là nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé bé. Những người có sức lực yếu thì ở nơi như thế này, căn bản cũng không thể sống sót nổi. Trong đầu của Lâm Thanh Diện chỉ vừa xuất hiện lên suy nghĩ này, sau đó anh liên bước một bước thật dài vọt ra phía trước, lại đánh một đánh vào trong người của người kia, căn bản cũng không cho hắn ta có bất kỳ cơ hội gì để thở dốc. Người kia lại phun ra một ngụm máu, hai mắt trừng lớn, trong mắt đều là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Sau đó liên ngã xuống mặt đất, thân thể run lên hai lần, tiếp theo lại không có động tính gì nữa. Mặc dù là thực lực của người này mạnh như là sói hoang, nhưng mà đối với Lâm Thanh Diện mà nói cũng chỉ là chuyện nhiều hơn một đấm mà thôi. Những người vây xung quanh vẫn còn đang xem náo nhiệt nhìn thấy Lâm Thanh Diện chỉ dùng hai đấm liền có thể đập chết người kia, trong lòng của tất cả bọn họ đều giật mình. Trong nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện liền trở nên cảnh giác. Sức lực của thằng nhóc này lại mạnh như vậy à? Xem ra là chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Mẹ kiếp, người vừa mới bước vào đây mà có thực lực mạnh như thế là vô cùng hiếm thấy chẳng lẽ cậu ta chính là cao thủ cấp cao của quan lĩnh chuyên đi săn ngồi ở bên ngoài mới trở về. Cao thủ cái chó gì chứ, cũng chỉ lợi hại hơn chúng ta một chút mà thôi, cậu ta tuyệt đối không thể nào lợi hại bằng lão đại được, chờ một lát nữa lão đại đến đây thì sẽ không còn chỗ cho cậu ta dương nhanh múa vuốt. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào người bị ngã trên mặt đất, phát hiện những người ở xung quanh nhìn thấy người này chết rồi mà cũng chỉ có chút kinh ngạc rồi cũng không có phản ứng gì quá lớn, xem ra là những người ở đây đều đã quen nhìn chuyện sống chết rồi cũng sẽ không bởi vì một người bị đánh chết mà lộ ra vẻ kinh ngạc quá mức rất nhanh những người đang vây ở xung quanh của lâm thanh diện đều né ra tạo thành một con đường ánh mắt nhìn về phía lâm thanh diện cũng đã trở thành cười trên nỗi đau của người khác lão đại đã đến rồi thằng nhóc này vừa mới bước vào đây thì đã giết người chắc chắn là lão đại sẽ muốn đẻ bẹp chết uy phong của cậu ta xem ra là thằng nhóc này sắp thảm rồi mẹ nó một người mới đến mà cũng dám phách lõi ở trước mặt của chúng ta như vậy, lão đại nên trực tiếp giết cậu ta chết luôn đi. Vậy còn phải nói, vất vả lắm mới có một đứa da thịt mềm mại mịn màng đến đây, chắc chắn là lão đại sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Thanh Diện nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện có một người đàn ông với ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng người cường tráng, cơ bắp ở trên hai cánh tay giống như là cục gạch, hắn ta đang đi về phía bên này. Ánh mắt của người đàn ông kia bình thản, chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn qua người bị ngã dưới mặt đất, sau đó liền thu hồi ánh mắt của mình lại, tiếp tục dừng ở trên người của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người của người này, xem ra chắc có lẽ đây là một cao thủ có thực lực không tâm thường. Thằng nhóc, lá gan của cậu không nhỏ nhỉ, vừa mới đến phòng của hoa man tôi mà đã giết người rồi, cậu không để người lão đại là tôi vào trong mắt à. Hoa man lạnh lùng nói một câu cái tên của anh nghe ẻo là quá nhỉ, Lâm Thanh Diện lên tiếng cười nói. Hoa Man không ngờ đến là Lâm Thanh Diện lại chú ý đến tên của hắn ta, trong lòng lập tức nảy sinh ra một tia lửa giận, hắn ta trực tiếp bước lên phía trước hai bước, một cánh tay đưa tới muốn bóp cổ của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nghiêng người qua né tránh, sau đó bóng dáng liên nhanh chóng lướt qua sau lưng của Hoa Man, sau khi nhắm ngay hạ bộ của hắn ta thì trực tiếp nâng chân lên đạp tới trong chớp mắt trong cổ họng của hoa man phát ra một tiếng kêu không tương xứng với thế hình của hắn ta tiếp theo đó liền kẹp chặt đôi chân của mình lại cả gương mặt đều nghẹn đến bầm tím lâm thanh diện thừa dịp lúc thân thể của hoa man đang cứng đờ trực tiếp dùng một tay nắm lấy hắn ta rồi đặt lên trên tường giọng nói lạnh lùng bây giờ anh có hai lựa chọn một cái là tôi đưa anh đi gặp diêm vương một cái khác là nhường lại vị trí lão đại này cho tôi từ nay về sau tất cả mọi người ở trong căn phòng này đều phải nghe lời của tôi anh cứ chọn một đi. Sau khi Hoa Man phản ứng lại thì lúc này muốn phản kháng, Lâm Thanh Diện thấy thể thì lại đá một đá vào hạ bộ của hắn ta, lần này Hoa Man lại biến thành bộ dạng kẹp chặt hai chân như lúc nãy. Lâm Thanh Diện sợ là cái tên Hoa Man này vẫn còn chưa phục, thể là lại đá hai đá vào chỗ đó của hắn ta, mỗi một lần Hoa Man đều sẽ phát ra tiếng kêu giống là phụ nữ. Những người ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng này thì đều không ngừng hít khí lạnh, ở trong căn phòng này hoa man có thể nói là không có người nào đánh nổi, bình thường hoa man bá đạo như vậy, bây giờ lại bị Lâm Thanh Diện đạp cho trở thành mấy tên đàn ông ẻo lá, chuyện này đổi với bọn họ nó sốc đến cỡ nào. Sốt cuộc hoa man đã không chống đỡ được đòn chân của Lâm Thanh Diện nữa, câu xin tha thứ, tôi, tôi chọn cái thứ hai, lão đại, anh bỏ qua cho thằng nhỏ của tôi đi, chương 415, đăng thiên thê. Lâm Thanh Diện thấy hoa man cầu xin tha thứ thì lúc này mới dừng lại, sau đó quay đầu nhìn đám người đứng ở sau lưng, giọng nói lạnh lùng còn có ai không phục không. Tất cả mọi người đều lùi về phía sau hai bước theo bản năng, có không ít người vô thức che kín hạ bộ của mình lại. Thực lực mà Lâm Thanh Diện đã xuất ra là không cần nghỉ ngờ gì, ở trong căn phòng số 13, sức mạnh của Hoa Man đã giữ tận rồi, vậy mà Lâm Thanh Diện lại có thể đánh cho Hoa Man trở thành một tên ẻo lã một cách nhẹ nhàng như vậy, đủ để thấy Lâm Thanh Diện đáng sợ. Lúc này Hoa Man xoay người lại, Giống lên một câu với đám người ở sau lưng, "Sau này anh ấy chính là lão đại trong căn phòng này của chúng ta, nếu như các người có ai không phục, vậy thì trước tiên phải bước qua một cửa này của tôi. Sau này tôi chính là con chó trung thành của lão đại, các người có nghe rõ ràng hay chưa?" Giọng nói của Hoa Man đã không còn hùng hồn giống như trước đây, mà đã hoàn toàn trở nên hơi nhẹ nhàng một chút. Lúc Lâm Thanh Diện nghe thấy hắn ta nói chuyện, thậm chí còn có chút hoài nghi mấy cú đá này của mình đã trực tiếp đá cho hẳn ta xảy ra vấn đề đám người này nghe thấy giọng nói của Hoa Man thì đều có xúc động muốn cười nhưng mà đều nhịn xuống nhanh chóng gật nhẹ đầu với hắn ta sau đó hô một tiếng với Lâm Thanh Diệt hoan nghênh lão đại Hoa Man nghiêng đầu qua chỗ khác lộ ra một nụ cười nịnh nọt với Lâm Thanh Diệt lên tiếng nói lão đại sau này tất cả những người ở trong căn phòng này đều sẽ nghe lời của lão đại em chính là đàn em số một dưới tay của anh, anh có chuyện gì thì cứ trực tiếp dặn dò em là được rồi. Nói tình huống ở nơi này cho tôi nghe một lần đi, Lâm Thanh Diện nói, thật ra thì trong lòng của anh hơi nhỉ hoặc một chút, dù sao thì cái tên hoa man này cũng là lão đại ở nơi này, nhưng mà chỉ bị mình đá có mấy đá liên thành thành thật thật giao nộp vị trí lão đại này ra, cái này khiến cho trong lòng của anh luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn bộ dạng của Hoa Man sau khi giao vị trí lão đại lại cho Lâm Thanh Diệt, còn giống như là có một loại cảm giác chút được gánh nặng. Lúc này Hoa Man gật đầu nói, chúng ta đi đến bên giường ngồi xuống đi, anh vừa mới tỉnh dậy, chắc có lẽ là sức khỏe vẫn còn chưa khôi phục. Lâm Thanh Diện cũng không từ chối, đi cùng với Hoa Man qua phía bên kia phòng. Ở bên kia là một loạt những cái giường chung, ở bên trên đó có rất nhiều chăn mền, để cho những người này nằm ngủ thì cũng dư xài. Đương nhiên là Lâm Thanh Diện cũng đã nghĩ đến một loại khả năng khác, ở nơi đây chuẩn bị giường chiếu cũng coi như là phù hợp, nhưng mà cũng không đại biểu tất cả mọi người đều có thể còn sống sót mà ngủ trên cái giường này. Sau khi đi đến bên giường, trên mặt của Hoa Man tràn đầy vẻ nhiệt tình dẫn Lâm Thanh Diện đến chính cái giường của hắn ta. Cái giường này của hắn ta so sánh với những cái giường còn lại thì sạch sẽ hơn rất nhiều, hơn nửa chăn mền cũng được xếp chỉnh tê. Lão đại, đây là giường của em, là cái giường sạch sẽ nhất ở trong phòng này. Thật sự không dám giấu giếm, Em có bệnh thích sạch sẽ, không thể chịu đựng được hoàn cảnh dơ bẩn, đám đàn em đó cũng không dám làm cho giường của em bị bẩn, lúc nói chuyện, trên mặt của Hoa Man còn lộ ra vẻ đắc ý. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua cái giường của Hoa Man, sau đó lại liếc mắt nhìn có một cái giường ở cách đó không xa vẫn không có ai động vào, lên tiếng hỏi, "Sau này tôi phải ngủ trên cái giường đó à?" Hoa Man nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Không sai, ở nơi của bọn em được đối xử như nhau." cho dù là lão đại cũng không có chỗ ngủ có khác biệt quá lớn có sạch sẽ hay không thì hoàn toàn dựa vào sở thích của mình lâm thanh diện như có điều suy nghĩ mà nhẹ nhàng gật đầu sau đó đưa tay ra chỉ vào cái giường không có ai động vào ở phía bên kia nói sau này anh ngủ bên đó đi tiếp theo đó anh liền ngôi lên cái giường trước mặt phát hiện là cái giường này quả thật sạch sẽ hơn những cái giường khác rất nhiều hoa man lập tức sửng sờ sau đó cũng hiểu được ý của lâm thanh diện có chút không tình nguyện mà nói lão đại chăn mền trên cái giường này của em đều phải dùng sức lực rất lớn mới có thể làm ra được ở một nơi như thế này mà muốn làm ra một bộ chăn mền sạch sẽ như vậy là không dễ dàng sao vậy chẳng lẽ là anh muốn làm trái với mệnh lệnh của lão đại là tôi ư lâm thanh diện lạnh giọng nói một câu hoa man bị khí thế của lâm thanh diện dọa nhảy một cái lập tức cắn răng nói có thể chuẩn bị cho lão đại một cái giường sạch sẽ đó chính là vinh hạnh của em lâm thanh diện cười gật đầu sau đó kêu Hoa Man nói một chút tình huống ở nơi đây. Hoa Man thủ thì nói, đại khái Lâm Thanh Diện cũng hiểu rõ ràng được hiện tại mình đang ở một nơi như thế nào. Ở đây đúng là quan lính, hơn nữa bọn họ còn ở dưới mặt đất, nói trắng ra là bọn họ giống như là những phạm nhân bị quan lính giam câm. Ở đây có tổng cộng 15 căn phòng giống như thế này, ở chỗ bọn họ là phòng số 13, ở trong mỗi căn phòng đều có không ít hơn 20 người, tất cả mọi người ở đây đều vào đây thông qua con đường giống như của Lâm Thanh Diện. Mục đích quan lĩnh sàng lọc những người này vào đây quả thật có chút giống với những lời đôn mà Lâm Thanh Diện đã nghe được, bọn họ đến đây tác dụng duy nhất đó chính là chiến đấu, hơn nữa còn dưới sự quan sát của những tập đoàn giàu có bậc nhất trên thế giới, tiến hành một cuộc vật lộn sinh tử. Nói dễ hiểu một chút thì đám người của bọn họ chính là quyền thủ do quan lĩnh chuyên nuôi dưỡng, nơi như quan lĩnh này càng giống với một đấu trường có cấp bậc thế giới. Đương nhiên là quan lĩnh không thể nào tìm nhiều người liều mạng như vậy để tiến hành một cuộc biểu diễn chém giết. Ở nơi này còn có cao thủ có thực lực lớn mạnh hơn nhiều, chỉ có điều là đám người bọn họ sẽ không xuất hiện trong địa lao này, đãi ngộ của những cao thủ kia tốt hơn nhiều so với bọn họ. Mỗi một căn phòng nhỏ ở đây tương đương với một đoàn thể nhỏ, vì để cho những đoàn thể nhỏ này sinh ra xung đột kịch liệt với nhau, trên đấu trường có thể càng liều mạng hơn, đồ ăn của quan lĩnh trong 15 căn phòng này trong môi tháng là có giới hạn nhất định, hơn nữa có thể đạt được bao nhiêu thì phải cần nhìn xem biểu hiện trên đấu trường của mỗi phòng. Phòng nào có thực lực yếu nhất thì sẽ được chia rất ít đồ ăn, hơn nữa còn là loại thấp kém, trên cơ bản không có chất dinh dưỡng gì. Dưới chiến đấu với cường độ cao, dinh dưỡng không có đủ, cho dù thực sự có đầy đủ đi nữa thì cũng sẽ bởi vì thể lực chống đỡ không nổi mà không phát huy hết được. Bởi vì là hình thức này, ở đây những người nào mà không có thực lực thì rất nhanh sẽ bị đào thải cho nên người có thể tiếp tục kiên trì được đều là những người có chút thực lực chống đỡ nổi. Mà theo những gì mà Hoa Man nói, phòng số 13 của bọn họ là thuộc về một căn phòng tương đối kém, những người ở đây chưa từng được ăn no trong một khoảng thời gian rất lâu. Lúc nói những lời này, Hoa Man còn có chút trột dạ, bộ dạng đó cứ giống như là đang nói những chuyện này không có liên quan gì đến hẳn ta. Bởi vì đây là một nơi lấy thực lực làm đầu, dưới tình huống không chia đủ đồ ăn, những người trong các căn phòng này sẽ rất có khả năng xuất hiện tình huống tự chém giết lẫn nhau để tranh giành đồ ăn. Vì để đề phòng lại tình huống này xuất hiện, người của quan lĩnh quy định trong mỗi một căn phòng nhất định phải có một lão đại, lão đại này trong lúc bình thường sẽ có được một vài lợi ích, có quyền được quản lý cả phòng. Nhưng mà một khi xuất hiện tình huống không đủ đồ ăn thì phải cần lão đại này ra mặt khiêu chiến lão đại của bất kỳ một căn phòng nào khác, nếu như có thể thắng, vậy thì có thể lấy đi một nửa đồ ăn trong căn phòng của bọn họ nhưng nếu như thua, quan lính cũng sẽ phân đồ ăn cho căn phòng này giống như vậy, nhưng mà lão đại này cũng chỉ có một con đường là chết. Nghe Hoa Man nói đến cái này, Lâm Thanh Diện mới hiểu được tại sao lúc đó Hoa Man lại dễ dàng trao tặng lại vị trí lão đại cho mình, hắn ta đây là đã biết trong phòng số 13 đều là những tên gà mờ, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc không có đủ đồ ăn, vậy thì khi đó sẽ đến phiên hắn ta liều mạng. Cho nên nhường lại vị trí lão đại này cho ai đó, hắn ta còn có thể nhẹ nhóm hơn một chút, Ít nhất là không cần phải lấy tính mạng của mình để đi tranh giành đồ ăn thay cho những người này. Sau khi nghe xong thì Lâm Thanh Diện nhíu mày, Hoa Man chỉ nói tình huống ở nơi này một cách khái quát, cũng không có nói ra nhiều tin tức có tác dụng. Anh đến đây là để tìm kiếm Lâm Trung Thiên, cũng không phải là đến chỗ này để làm quyền thủ mà biểu diễn. Anh đã từng nghe đến cái tên Lâm Trung Thiên chưa?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Hoa Man suy nghĩ một lát rồi lắc đầu với Lâm Thanh Diện, nói chưa từng nghe nói. Mặc dù là em đã ở đây 3 năm rồi, nhưng mà cho đến nay em vẫn chưa từng nghe thấy một cái tên như thế. Lâm Thanh Diện gật đầu, Lâm Trung Thiên đã mất tích vào 7-8 năm trước, người ở nơi này chưa từng nghe thấy tên của ông ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy thì anh có biết phải làm như thế nào để đi ra khỏi nơi này không, đi lên trên mặt đất ấy? Lâm Thanh Diện hỏi, cái này anh có nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi lúc lên đấu trường thì sẽ cho anh đi lên, những lúc khác thì anh có nghĩ cũng đừng nghĩ là ra ngoài được. Nếu như anh dám cưỡng ép vượt ngục thì sẽ bị cao thủ của quan lĩnh đuổi giết, chắc có lẽ là anh vẫn còn chưa rõ ràng cao thủ quan lĩnh có khái niệm gì, vậy thì để em nói cho anh biết, tùy tiện chọn một người trong đám của bọn họ là có thể giết hết tất cả những người trong 15 căn phòng này, Hoa Man nhắc nhở. Lâm Thanh Diện nhíu mày, không nghĩ đến cao thủ của quan lĩnh lại mạnh như vậy. Vậy lúc nãy các người nói đăng thiên thê là cái gì vậy? Lâm Thanh Diện lại hỏi. Hoa Man bất đắc dĩ cười cười nói, cái đó thì anh cũng đừng nghĩ đến, cái món đồ chơi đó cũng đã sắp trở thành chuyên thuyết ở đây rồi. Thật ra thì Đăng Thiên Thê chính là tiến hành một trận thi đấu khiêu chiến liên tục, trong vòng một ngày anh phải liên tiếp khiêu chiến được 9 vị cao thủ của quan lĩnh, thực lực của 9 vị cao thủ này mỗi một người còn mạnh hơn một người, nghe nói là người cuối cùng còn có sức lực xuyên thấu tường, một đầu ngón tay của người ta cũng có thể đâm chết được người khác kể từ lúc quan lĩnh tồn tại cho đến ngày hôm nay tổng cộng cũng chỉ có hai người đăng thiên thê thành công nếu như thành công thì anh sẽ nhận được tự do của quan lĩnh hơn nữa sẽ nhận được sự yêu ái của ông chủ quan lĩnh có thể nói là một bước lên mây nhưng mà người có thể đăng thiên thê thành công thì cũng đều là cao thủ đẳng cấp thế giới người như thế này cho dù là đi đến nơi đâu thì cũng là nhân vật phong vân muốn thành công đăng thiên thê thật sự quá khó em biết những người đã nếm thử đăng thiên thê bình thường đều không qua nổi cửa thứ nhất thì đã bị giết chết rồi. Sau khi nghe thấy những lời giải thích của Hoa Man, Lâm Thanh Diện như có điều suy nghĩ. Cái mà anh để ý cũng không phải là độ khó của Đăng Thiên Thế, mà là biết quan lĩnh cũng không phải là nơi không có cách nào ra ngoài, chỉ cần Đăng Thiên Thế thành công thì có thể nhận được sự tự do. Chỉ là muốn thành công thì độ khó quá lớn mà thôi, cho nên đến này cũng chỉ mới có hai người thành công. Mặc dù không biết rõ thực lực của cao thủ ở quan lĩnh đó mạnh đến cỡ nào, ít nhất là Lâm Thanh Diện biết rằng cả một đời của mình cũng không bị nhốt ở chỗ này, nếu như anh có thể tìm được nơi ở của Lâm Trung Thiên, vậy thì anh cũng sẽ không để ý mà thử đăng thiên thê này một lần. Bây giờ anh vừa mới đến nơi này, vẫn còn có rất nhiều tình hướng chưa quen thuộc, cho nên không thể tùy tiện đi làm những chuyện này, tất cả đều phải chờ đến lúc quan thuộc tình hình nơi này rồi thì lại tính tiếp. Trong lúc Lâm Thanh Diện và Hoa Man đang nói chuyện phiếm với nhau, có nhân viên làm việc của quan lĩnh đi đến xử lý thi thể đó, sau đó lại có một người đàn ông mặc đồng phục màu đen đi đến chỗ của bọn họ, nói chuyện mà không có biểu cảm gì, "Phòng số 13, chiều nay có một trận thi đấu võ đài, đối thủ của các người là phòng số 7, 10 người chiến đấu với nhau, phòng của các anh chọn ra 5 người, nếu như lần này các anh thua thì mức độ đồ ăn của các anh sẽ xuống đến mức thấp nhất." Nghe được lời nói của người đó, những người ở trong căn phòng này đều lập tức trầm mặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 416: Đặt cược. Bây giờ thật sự thảm luôn rồi, đoạn thời gian trước thì tốt xấu gì cũng còn có thể ăn được cơm, qua ngày hôm nay chỉ sợ là chỉ có thể được ăn mấy thứ khô cứng, chờ đám người của quan lĩnh đi rồi, Hoa Man có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Lâm Thanh Diện nhìn Hoa Man, lên tiếng hỏi, anh cứ như vậy mà xác định thua à? Có chỗ mà anh không biết đó chứ, thực lực tổng của phòng 13 chúng ta vốn không được bao nhiêu, hơn nữa đã ăn cơm trắng trong một khoảng thời gian lâu rồi thể lực của mọi người chênh lệch rất nhiều so với trạng thái bình thường. Đây là do lão đại của mấy đời trước dựa vào khiêu chiến mà đổi lấy, nếu không thì những người trong phòng số 13 này đã sớm chết sạch hết, Hoa Man nói. Vậy nếu như tôi tham gia vào cuộc tranh tài chiêu ngày hôm nay thì sao? Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hoa Man thở dài nói, cuộc quyết đấu 10 người thì không cho phép lão đại ra sân, cho nên cho dù thực lực của anh có mạnh đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Ngoại trừ người ở trong phòng thì có người nào biết tôi là lão đại mới đâu chứ? Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại một câu. Hoa Man lập tức sửng sờ, hai mắt liền có ánh sáng phát ra, hưng phấn nói, cũng đúng nhỉ, anh vừa mới vào đây, ai mà nghĩ được anh vừa mới vào đây thì đã có thể trở thành lão đại ở chỗ này của bọn em chứ, chỉ cần là bọn em không nói ra thì chiều nay anh đã có thể ra sân rồi. Chỉ là, thực lực của những người ở phòng số 7 đều rất mạnh, một người trong bọn họ cũng có thể đánh được 5 người chúng ta, đến lúc đó ra sân rồi trên cơ bản tương đương với một mình anh đấu với 5 người, anh xác định có thể ứng phó được ư. Cái này cũng không cần anh phải quan tâm, đăng ký tên chiều nay tôi tham gia đi, Lâm Thanh Diện nói. Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Hoa Man cũng không nói gì thêm nữa, ngậm miệng lại. Những người còn lại trong căn phòng này đều mang theo vẻ mặt ủ rũ, hiển nhiên là đối với cuộc tranh tài vào chiều nay căn bản cũng không có bất cứ lòng tin nào. Sức lực của Lâm Thanh Diện có mạnh thì cũng chỉ mạnh hơn so với người ở trong phòng số 13 mà thôi, ở nơi này sự chênh lệch sức lực của mỗi một căn phòng đều cách nhau rất xa, mỗi một căn phòng đều vì đồ ăn, chắc chắn sẽ phái ra người có sức lực mạnh nhất, chưa chắc là Lâm Thanh Diện có thể mạnh hơn so với những người của phòng khác. Không bao lâu liền đến trưa, người của quan lĩnh đưa cơm đến, Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua, phát hiện ngoài bữa cơm đơn giản ra thì có thêm một cái thùng, đồ ăn gần như không có gì khác biệt so với nước lã. Ở trên mặt có được vài cái lá đung đưa. Khó trách là những người ở trong căn phòng này đều ủ rũ cúi đầu như thế, nếu như xét tiêu chuẩn cho đồ ăn, như thế này thì đại khái cũng không phải là để cho người ăn. Cho dù chỉ là món ăn ngon một chút thì cũng không thể thua trong cuộc so tài chiều ngày hôm nay. Sau khi ăn cơm đơn giản xong, Lâm Thanh Diện và Hoa Man xác định những người sẽ tham gia trận đấu vào chiều nay, đương nhiên là tất cả mọi người đều không muốn tham gia trận đấu, dù sao thì cái này cũng có nguy cơ tử vong. Nhưng mà có sự uy hiếp của Lâm Thanh Diện, những người được chọn cũng không dám nói cái gì. So sánh giữa bị những người của phòng khác đánh chết cùng với việc bị người của phòng mình đánh chết, rõ ràng là loại thứ nhất còn có tôn nghiêm hơn một chút. Võ quán của Quan Lĩnh nằm ở vị trí trung tâm của dãy núi Quan Lĩnh, gồm có 8 tầng, là tòa nhà cao nhất trong toàn bộ Quan Lĩnh. Với tọa độ này, bán kính trong vòng 10 cây em thì đều thuộc về Quan Lĩnh, đứng trên đỉnh của võ quán Quan Lĩnh có thể nhìn thấy được toàn cảnh của Quan Lĩnh. Ở nơi đây có con đường rộng lớn, thảm thực vật phong phú. Mặc dù là địa hình đồi núi, nhưng mà ở cách phó quán Quan Lĩnh không xa có một hồ nước thanh tịnh, có một nhạc viên ở ven hồ nước. Sau nhiều năm phát triển, Quan Lĩnh đã trở thành một thị trấn rất toàn diện. Ở đây đều có thể nhìn thấy được tất cả những đồ vật mà người ở bên ngoài xã hội nhìn thấy, hơn nữa toàn là thuộc tóc đầu của thế giới. Mặc dù là người ở bên ngoài biết về Quan Lĩnh không nhiều, nhưng mà người ở nơi này cũng không ít. Hàng năm vẫn có giới nhà giàu từ khắp nơi đổ về đây nghỉ dưỡng sau khi trả phí vào cửa rất cao. Có lẽ phong cảnh ở đây không phải là hấp dẫn nhất, nhưng mà nơi đây không bị giới hạn bởi pháp luật, đối với những người giàu kia mà nói nơi này chính là thiên đường của tự do. Bọn họ có thể tùy ý chơi đùa, chỉ cần bọn họ muốn thì quan lĩnh có thể cung cấp nhu cầu tương ứng cho bọn họ, nó chỉ là vấn đề trả thêm một số tiền. Mà lúc này ở võ quán của quan lĩnh khu vực quan sát trên lâu ba đang có hai người đứng ở phía trước lan can, nhìn chăm chú vào võ đài cực lớn ở phía dưới. Không bao lâu nữa ở nơi này sẽ tổ chức một trận chiến gồm có 10 người tham gia, hai bên chính là người của phòng số 7 và phòng số 13. Hai người một nam một nữ, nam hơn 20 tuổi, trong đôi mắt có ngạo khí mà người bình thường không có được. Dung mạo của người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc quý phái, cả người đều trong cực kỳ tinh xảo, có thể thấy được thân phận của hai người đó không hề tâm thường một cách dễ dàng. Người có thể bước vào quan lính để hưởng thụ, thân phận đều không tâm thường. Nhạn xương, tôi thật sự cảm thấy cô có thể suy tính việc thành hôn với tôi, một khi hai gia tộc của chúng ta kết thông ra với nhau, sau này toàn bộ châu Á đều sẽ e ngại của lực lượng này của chúng ta, cái này đối với cô và tôi mà nói có lợi ích vô tận, người đàn ông mở miệng. Người phụ nữ này nhìn cũng chưa từng nhìn người đàn ông ở bên cạnh một chút, Lạnh nhạt nói: "Thượng quan môn, anh biết rất rõ ràng nhà họ Thượng quan của anh vẫn còn chưa đủ tư cách để ngồi cùng một hàng với nhà họ Lương cung của tôi đâu, mỗi lần nói chuyện với nhau anh đừng dùng thái độ ngang hàng nhau như thế này. Chắc là anh cũng hiểu được sự chênh lệch giữa tôi và anh, anh muốn kết hôn với tôi, bất quá cũng chỉ là muốn làm thân với nhà họ Lương cung của tôi mà thôi." Thấy suy nghĩ thật sự của mình đã bị vạch trần, trên mặt của Thượng quan môn lộ ra vẻ xấu hổ, anh ta hít sâu một hơi, trông có vẻ rất khó chịu. Nhưng mà cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong bụng của mình. Lương Cung Nhạn Sương nói không sai, gia tộc nhà họ Thượng Quan quả thật kém hơn nhà họ Lương Cung, bởi vì vậy mà anh ta cũng chỉ có thể cúi đầu ở trước mặt của Lương Cung Nhạn Sương. Hơn nữa đối với kết hôn, tôi cảm thấy rất hứng thú đối với người con trai vẫn chưa từng xuất hiện của ông chủ Quan Lĩnh, chắc là anh cũng biết rõ khối tài sản mà Quan Lĩnh hiện đang sở hữu cũng không thua kém gì so với tập đoàn hàng đầu thế giới. Càng quan trọng hơn là cao thủ trong quan lĩnh rất nhiều, ngay cả khi bị cách ly với thế giới, bọn họ vẫn là một thế lực đáng sợ. Nếu như có thể được kết hôn với con trai của ông chủ của quan lĩnh, tôi nghĩ là nhà họ Lương Cung sẽ ép tất cả các gia tộc khác của châu Á không thể ngóc đầu lên được, trên mặt của Lương Cung nhạn xương lộ ra một nụ cười chiêu tức và chờ mong. Thượng quan môn nhếch miệng, hiển nhiên là rất khinh thường đối với người con trai của ông chủ quan lĩnh này, lên tiếng nói, ông chủ quan lĩnh cũng chỉ nhắc đến con trai của ông ấy ngoài miệng mấy lần mà thôi, đến cùng là có người như vậy hay không thì vẫn còn chưa xác định được đâu. Hơn nữa tôi cảm thấy cho dù quan lĩnh có lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với nhà họ Thượng quan của tôi, sao bọn họ có thể có sức mạnh lớn như vậy được chứ, là do cô đã đề cao bọn họ quá thôi. Lúc đầu Lương cung nhạn xưa muốn phản bác lại cái tên nhóc có kiến thức thiền cận này, nhưng mà lại cảm thấy không cần thiết lại nói, nếu là như vậy thì tôi càng nguyện ý tìm một người con trai nào đó trong chúng thân điện mà kết hôn. Tôi nghe nói là trong số bọn họ có không ít con trai đang tới tuổi kết hôn, mà tôi thì miễn cưỡng có thể bước được vào nhà của bọn họ. Lần này trên mặt của Thượng Quan Môn đã hoàn toàn tĩnh lặng, anh ta đã bị những lời nói này của Lương Cung Nhạn Sương nói đến nỗi không thể phản bác được một chữ, bởi vì nhà họ Thượng Quan ở trước mặt của chúng thần điện chỉ là một con cừu non có thể tùy tiện giết chết mà thôi. Chúng thần điện là tổ chức bí ẩn và đáng sợ này đại diện cho sự vô danh và khủng khiếp, cho dù là tập đoàn đứng đầu cũng không có cách nào chống lại chúng thần điện. Đến nay thượng quan môn đều nhớ đến thực lực của nhà họ công dương có thực lực tương xứng với gia tộc của anh ta, cũng vì đắc tội với một nhân vật cấp cao của chúng thân điện, dẫn đến toàn gia tộc đều bị giết chết. Lúc ấy nhà họ công dương nắm trong tay quyền kiểm soát một phần mạch kinh tế ở Đông Nam Á, bởi vì sự diệt vong của nhà họ công dương, kinh tế của khu đông nam á bởi vì vậy mà suy yếu không ít chính vì vậy nhà họ thượng quan ngang hàng với nhà họ công dương căn bản cũng không dám chiêu chọc vào chúng thần điện nếu như có cơ hội đương nhiên là lương cung nhạn xương sẽ lựa chọn người của chúng thần điện mà không phải là nhà họ thượng quan đây là chuyện mà ngay cả một đứa ngu cũng có thể suy nghĩ ra được đến nay lai lịch của chúng thần điện vẫn chưa có ai điều tra rõ ràng Kết thông ra với bọn họ chưa chắc là chuyện gì tốt, một hồi lâu sau thượng quan môn mới mở miệng nói một câu. "Tôi đến đây là để nghỉ xả hơi, nếu như anh lại nói mấy chuyện này với tôi nữa, vậy tôi cũng sẽ không ngại tìm người mời anh đi đâu." Lương cung nhạn sương có vẻ không kiên nhẫn mà nói. Lúc này thượng quan môn xấu hổ cười cười nói lảng sang chuyện khác, một lát nữa hai đội lên võ đài thi đấu với nhau, đội số 13 chính là một đám rác rưởi, căn bản cũng không có gì phải lo lắng. Nói xong anh ta vỗ vỗ tay, có một người mặc bộ đồ tây, cầm trong tay một loại đồ vật phẳng đi tớ. Giúp tôi ấn đặt 150 tỷ cho đội số 7 thắng, thượng quan môn mở miệng nói. Lúc này người kia gật đầu, lại ấn ấn mấy lần trên tấm bảng của mình. Không có hứng thú đánh cược một lần à. Mặc dù chuyện ai thẳng ai thua đã được xác định rồi, thượng quan môn quay đầu cười cười với lương cung nhạn xương. Đội số 13, 300 tỷ, Lương Cung Nhạn Sương nói như thể là cô ta đang tức giận với Thượng Quan Môn. Thượng Quan Môn lập tức nắm chặt nắm đấm của mình, cuộc tranh tài rõ ràng như thế này Lương Cung Nhạn Sương còn đặt cược như thế, rõ ràng chính là vì muốn cho anh ta khó chịu. Mặc dù là 300 tỷ không tính là cái gì, nhưng mà cô lại chọn đội số 13, chắc chắn không thắng được đâu, Thượng Quan Môn có lòng tốt nhắc nhở một câu. Dù vậy thì tôi cũng không muốn chọn cùng một đội với anh, Lương Cung Nhạn xương không hề che giấu chút nào mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thượng quan môn bị tức đến nỗi muốn trực tiếp đè Lương Cung Nhạn xương lên trên giường mà hung hăng trà đạp, nhưng mà sự tranh lệch lực lượng giữa hai gia tộc này khiến cho anh ta không có lá gan đó. Vậy, vậy không chừng hôm nay sẽ xuất hiện kỳ tích gì đó, chỉ mong là biểu hiện ngày hôm nay của đội số 13 sẽ không khiến cho cô cảm thấy thất vọng. Thượng quan môn đang chịu đựng ngọn lửa ở trong lòng mình, lấy lòng mà nói một câu. Con đàn bà thối, hy vọng là hôm nay người đội số 13 của cô đều bị người ta đánh chết, đến lúc đó cô sẽ biết được lựa chọn của cô là ngu xuẩn đến cỡ nào. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của nhà họ Lương Cung, cô đã sớm bị tôi chơi đến ngoan ngoãn phục tùng rồi, mặt ngoài thì phải duy trì nụ cười, nhưng mà trong lòng của thượng quan môn đã bùng phát tới nỗi muốn đánh người. Nhưng mà nghĩ đến chắc chắn là Lương Cung nhạn xương sẽ thua, trong lòng của anh ta cũng đã cân bằng được một chút. Sau đó anh ta lấy điện thoại di động của mình ra gửi một tin nhắn đến cho người quen của mình ở Quan Lĩnh, một lát nữa tôi hy vọng là lão đại của đội số 7 sẽ tham gia. Ở Quan Lĩnh cũng không có quy định gì là chắc chắn cả, chỉ cần chịu chỉ tiền ra thì bất cứ quy tắc nào cũng có thể sửa đổi được, đây chính là quy tắc ngầm của Quan Lĩnh, cũng là con đường tắt để kiếm tiền của ông chủ Quan Lĩnh. 150 tỷ, ở bên kia gửi lại tin nhắn. Thành giao. Thượng Quan Môn để điện thoại di động xuống trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. chương 417, thi đấu võ đài. Lâm Thanh Diện đi cùng với người của phòng số 13 ra, dưới sự dẫn dắt của cao thủ quan lính, đang đi ra phía bên ngoài. Thời điểm tranh tài, ngoại trừ người cần bước lên võ đài thì tất cả những người ở đây đều cần phải đi xem thi đấu. Đây cũng là một trong số ít cơ hội để cho những người bị giam cầm trong lòng đất có cơ hội được ra ngoài hít thở không khí. Quan lĩnh sắp xếp như vậy chủ yếu là vì muốn hình thành đối kháng cho người ở trong từng phòng, tạo nét cho bầu không khí trên sân. Trên đường bước ra ngoài, Lâm Thanh Diện nhìn thấy được tình huống trong những căn phòng khác, đa số những căn phòng ở phía trên đều không khác gì mấy, nhưng mà bởi vì những người ở bên trong hoàn toàn không giống nhau, cho nên tình huống hình thành đoàn thể nhỏ cũng không giống nhau. Trong mỗi căn phòng đều có một cái màn hình, có thể dùng để quan sát cuộc tranh tài ở bên ngoài để cho những người ở đây có thể hiểu được tình hình về sức chiến đấu của những phòng khác. Lúc đi ngang qua những căn phòng này, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn chằm chằm vào người của phòng số 13, không ít người của phòng số 13 đều không tự chủ cúi đầu dưới ánh mắt của tất cả những người này. Người của phòng số 13 là một đám bỏ đi, ra ngoài bị đánh à, lần này các người dự định chết mấy người trên võ đài vậy? Tôi khuyên các người vẫn nên trực tiếp nhận thua đi. Phòng 13 của các người chính là căn phòng yếu nhất do quan lĩnh đã công nhận, cho dù là đụng phải ai đi nữa thì các người cũng không thể thẳng được đâu, một nhóm gại yếu ớt. Một đám yếu ớt, nhìn bộ dạ ngoan ước đó của các người đi, bây giờ phụ nữ còn mạnh hơn so với các người đó, thật sự không biết là những người này sao có thể bước vào quan lĩnh được chứ. Trong mỗi một căn phòng với mỗi một căn phòng đều tồn tại cạnh tranh kịch liệt, cho nên một khi có cơ hội thì bọn họ đều sẽ thỏa thích mà chào phúng người của những phòng khác phòng số 13 là căn phòng yếu nhất, đương nhiên là đối tượng của tất cả mọi người vây quanh công kích. Mẹ kiếp, cái tên đó không phải là cái tên đã từng vào đây cùng với tôi hay sao? Đá một cước chết tên sói hoang luôn, cậu ta lại bị chia đến phòng số 13, thật sự không may mà. Bây giờ xem ra lợi hại cũng vô dụng thôi, vận khí không tốt, đá một đá chết người thì cũng đều vô dụng. Tam điêu của phòng số 9 đang nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện đi ngang qua ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy cảm thán những người còn lại cùng nhau vào đây cùng với Lâm Thanh Diện, trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh, theo suy nghĩ của bọn họ, Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy mà bị chia đến phòng yếu nhất, đó chính là một chuyện rất hài hước. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không nhìn thấy những châm chọc và khiêu khích của những người đó, anh cảm thấy qua ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ thay đổi cách nhìn đối với người của phòng số 13. Rất nhanh, mọi người liên đi đến phía trước của một cái thang máy cỡ lớn, ở đây bọn họ thấy được đám người của phòng số 7, cả đám người kia đều dùng con mắt xem nhẹ nhìn chầm chầm người của phòng số 13, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ so về mặt khí thế thì người của phòng số 7 rõ ràng cao hơn một cấp độ so với người của phòng số 13, người của phòng số 7 trông có vẻ cũng lợi hại hơn một chút. Đứng ở đầu tiên nhất chính là lão đại của phòng số 7, biệt danh là Côn Đao. Sức lực mạnh cực kỳ, người này chiến đấu giống như là một thanh đao nhanh nhẹn, sắc bén, trong tất cả những căn phòng này, cường lực của người này cũng có thể được xếp ở phía trước. Nhưng mà có lẽ là hắn ta sẽ không ra sân, nếu không thì năm người các cậu ra sân chỉ sợ là một người cũng không có cách nào còn sống sót mà bước xuống võ đài, hoa man nhỏ trọng giới thiệu ở bên tai của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đánh giá trên dưới tên cuồng đao kia một chút, cảm giác người này chỉ là đứng đó thôi, nhưng mà cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bức, suy nghĩ kỹ lại thì nó quả thật giống như là một lưỡi dao. Đám giác rưởi của phòng số 13 chờ một lúc nữa ra sân thì các người cứ trực tiếp quỳ xuống gọi lão đại của chúng tôi 10 tiếng ông nội, vậy thì chúng tôi có thể để cho các người chết không thê thảm như vậy, nếu không thì các người hãy chờ đợi mà chết trong cha tấn và đau khổ đi, một người đứng ở bên cạnh của cuông đao cười lạnh mở miệng nói. Hoa man cần răng trả lời một câu, đừng quá đắc ý, còn chưa bước lên võ đài, kết quả như thế nào thì ai cũng không nói chắc được đâu, đến lúc đó đừng có tự mình đánh lên mặt mình. Làm tao buồn cười chết đi được, Hoa Man, không phải là đầu óc của mày bị nước vào rồi đó chứ, chẳng lẽ mày thật sự cho rằng dựa vào mấy con gà yếu ớt như bọn mày cũng có thể đánh được bọn tao à? Hơn nữa lần này có một niềm vui lớn đang chờ bọn mày đó, chờ một lát nữa lên võ đài rồi thì bọn mày sẽ biết thôi, người kia tiếp tục nói. Trong lòng của Hoa Man lột bộp, không biết bất ngờ mà người kia nói là có ý gì, có điều là hắn ta vẫn vô thức nhìn về phía cuồng đao ở bên kia, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an cuồng đao cũng khinh bỉ liếc nhìn đám bọn họ một chút sau đó làm một động tác giơ ngón tay cái lên chỉ xuống phía dưới với đám người của hoa man sau đó liên quay người đi vào trong thang máy những người còn lại cũng đi vào theo trên mặt viết đầy sự tự tin đừng có ủ rủ như vậy nữa trải qua lần này thì tôi sẽ để cho cơm nước của mọi người có một vài thay đổi lâm thanh diện mở miệng nói một câu nhưng mà không ai đáp lại anh theo như bọn họ nghĩ thì lời nói này của Lâm Thanh Diện căn bản chính là vì muốn an ủi bọn họ. Hoa Man hơi xấu hổ cười cười, vốn dĩ còn muốn làm bâu không khí sôi nổi lên một chút, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì nữa. Không đầy một lát sau, thang máy đi xuống, đám người của Lâm Thanh Diện cùng nhau đi vào trong thang máy. Thang máy dần dần lên cao, Lâm Thanh Diện cảm giác được nhiệt độ cũng đã thay đổi cao hơn một chút. Bọn họ bước ra ngoài từ trong thang máy đi theo cao thủ của quan lĩnh bước về phía trước, rất nhanh liên đến phía trước của võ đài. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn bốn phía một chút, phát hiện nơi này có kiến trúc hình bao dục, từ giữa võ đài hướng lên có thể trực tiếp nhìn thấy trời xanh ở bên trên, mà lúc này ở mỗi tầng lâu đều có không ít người đang nhìn về phía võ đài, những người kia đều là những người giàu có trên thế giới đến quan lĩnh để hưởng thụ. Người của phòng số 13 và phòng số 7 đứng ở hai bên võ đài, chờ đợi trọng tài tuyên bố cuộc đấu bắt đầu. Ở trên võ đài có một cái màn hình, bên trên biểu hiện tình huống đặt cược của hai bên, lúc này người của phòng số 7 đã được đặt cược hơn 1.500 tỷ, người của phòng số 13 được đặt cược 300 tỷ, vẫn khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy rất bất ngờ. Trong cảm nghĩ của anh chắc là không có người nào đặt cược cho người của phòng số 13 tháng mới đúng, hơn nữa còn đặt cược một con số nguyên, để cho Lâm Thanh Diện cảm giác chắc là một người đặt, cũng không biết là người cược này là ai. Đồng thời anh cũng âm thầm chặc lưỡi ở trong lòng mình, ở đây chỉ là một trận đấu bình thường, vậy mà lại có mức đặt cược như thế này, quả nhiên nơi đây chính là thiên đường của những người giàu có trên đời này. Trong mắt của bọn họ, hai ba nghìn tỷ cũng chỉ là tiên tiêu và tiện tay đặt cược mà thôi. Một lúc lâu sau, sau màn chào hỏi nóng bỏng bên sân chủ nhà với bộ trang phục lấp lánh, những người tham gia trận đấu của hai bên từ từ đi đến võ đài theo thứ tự. Lâm Thanh Diện bước lên cuối cùng, sau khi đứng vững trên võ đài rồi thì nhìn thoáng qua ở phía đối diện của mình, Phát hiện người đang đứng ở bên kia chính là lão đại của phòng số 7, Cuồng Đao. Lâm Thanh diện nhíu mày, lúc đó Hoa Man đã nói cho anh biết là loại tranh tài như thế này thì lão đại sẽ không được phép ra sân, nhưng mà bây giờ Cuồng Đao lại đứng ở trên võ đài, cái này khiến cho anh cảm thấy hơi kinh ngạc. Người phòng của số 13 lập tức bùng nổ, trên mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Cuồng Đao trên võ đài, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vậy là Cuồng Đao lại ra sân, tiêu đời rồi lần này đã hoàn toàn tiêu đời rồi, bên phía của chúng ta căn bản không có bất kỳ hy vọng thẳng lợi nào. Ông trời đây là cố ý không muốn để cho chúng ta sống sót, chắc chắn là có người dùng tiên để cuồng đao ra sân, người của phòng số 13 chúng ta không may mắn như vậy à. Con mẹ nó chứ, đây là muốn ép người của phòng số 13 chúng ta đến cùng đường mà. Một đám người đều lộ ra vẻ kích động như nhau. Trên mặt của Hoa Man đều là vẻ kinh ngạc, lúc này mới hiểu được bất ngờ mà người kia nói là gì. Theo quy định thì đúng là lão đại không thể ra sân được, nhưng mà chỉ cần có người bỏ tiền ra thì có thể để cho bất cứ kẻ nào bước lên võ đài. Có điều đây là chuyện rất ít gặp, có làm như thế nào hắn ta cũng không thể nghĩ đến là bọn họ lại phải gặp chuyện như vậy. Dù sao thì tất cả mọi người đều biết thực lực của người phòng số 13, căn bản không cần đến lão đại ra sân, một khi lão đại ra sân rồi thì thì trận đấu này căn bản cũng không có bất kỳ mơ tưởng gì nữa tất cả mọi người của phòng số 7 đều có chút hả hê mà nhìn chăm chằm vào người của phòng số 13, trông có vẻ như rất nhẹ nhõm. Người cuối cùng bước lên ở bên phía bọn họ chắc là người mới nhỉ, trước kia chưa từng nhìn thấy, phòng số 13 thật sự không có ý định thẳng à. Vậy mà lại để một người mới ra sân, làm tao tức cười chết đi được, quả nhiên nhóm người của phòng số 13 đều là một đám bỏ đi, để cho một người mới ra sân, chỉ sợ là vừa mới bắt đầu thì đã sợ tè ra quân rồi. Người mới này nhìn như là một tên gã yếu ớt, năng lực tìm đường chết của phòng số 13 quả thật khiến cho tao bội phục. Xin thưa mọi người, trước khi cuộc thi đấu bắt đầu thì tôi có một tin tức cần phải tuyên bố. Vừa rồi có một cậu chủ của gia tộc Thạch Xuyên ở nước Đông Doanh đã bỏ ra 600 tỷ để mua mạng của tất cả những người bên thua, tức là hôm nay chỉ có bên thắng có thể rời khỏi, hy vọng là tuyển thủ của chúng ta có thể liều mạng một chút, mang đến cho mọi người một cuộc tranh tài đặc sắc âm thanh của người dẫn chương trình quanh quẩn trong toàn bộ võ quán. Người của phòng số 13, ngoại trừ lâm thanh diện, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Mà những người ở bên phòng số 7 thì đều một mặt hưng phấn, trong mắt của bọn họ bọn, người của lâm thanh diện đã sắc thành người chết rồi. chương 418, bốn người các anh cứ đứng đẩy. Trên lầu 3 của võ quán lúc này, hai người lương cung nhạn xương và thượng quan môn ở trên đó đã ngồi thoải mái dễ chịu trên ghế cúi đầu nhìn chăm chằm vào võ đài ở phía dưới nhìn khí thế và biểu cảm thay đổi trên mặt của những người ở phía dưới trên mặt của thượng quan môn lộ ra một nụ cười trêu tức đám người phòng số 13 ba này đều ủ rũ cúi đầu không hề có ý chí chiến đấu chút nào đội ngũ như thế nào sao có thể thắng được nhạn xương cô đi ngược lại với tôi quả thật không phải là lựa chọn sáng suốt mà 300 tỷ của cô coi như bị mất chẳng rồi, thượng quan môn cười nói. Lương cung nhạn xương cao mày nhìn xuống võ đài ở phía dưới, cô ta cũng không ngờ đến đội số 13 lại thật sự kém cỏi như vậy, toàn trường đặt cọc cũng chỉ có một mình cô ta là đặt cược cho đội số 13 300 tỷ, hiển nhiên là có rất nhiều người ở đây đều đang suy nghĩ xem người đặt cược đó đến cùng là ai. Nếu như lát nữa đội số 13 thua rồi, người khác cũng biết được số tiền cược 300 tỷ này là do cô ta đã đặt, vậy thì chắc chắn sẽ có người chê cười cô ta. Cô nhìn thử xem đội số 13 có một người ra sân trông gầy gò yếu ớt, nhìn không giống như là người biết đánh nhau tí nào, đội của bọn họ mà như thế này, một người của đội số 7 cũng có thể xử lý được nữa. Nhãn xương, chuyện đặt cược này vẫn nên nghe lời tôi thì tốt hơn, thượng quan môn nói tiếp. Hừ, chỉ là trò chơi mà thôi, tôi cũng sẽ không đau lòng 300 tỷ này, lương cung nhãn xương tức giận nói một câu. Tâm trạng của thượng quan môn tốt vô cùng, bây giờ anh ta đang chờ mong người của đội số 7 đánh cho người của đội số 13 quỳ xuống đất câu xin tha thứ. Trên võ đài, sau khi người dẫn chương trình nói xong thì liền tuyên bố cuộc đấu bắt đầu, sau đó liền nhanh chóng bước xuống võ đài. Võ đài ở đây không có quy tắc hạn chế, nếu như anh ta còn tiếp tục đứng trên võ đài, đến lúc đó có bị đánh chết cũng không có chỗ để ngôi nói lý lẽ nữa. Lão đại, đánh chết bọn họ đi, người của phòng số 7 bắt đầu hô lên cuồng đao nhìn chằm chằm vào người ở bên phía của Lâm Thanh Diệt, chế nhạo nói, mấy người bọn bay lên trước đi, người của phòng số 13 đều là rác rưởi thôi, đúng lúc để cho bọn bay luyện tay một chút. Trên mặt của bốn người kia đều tràn đầy vẻ hưng phấn đi về phía đám người Lâm Thanh Diện, có vẻ như là muốn thể hiện kỹ năng của mình. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía bốn người bên phe mình một chút, phát hiện bọn họ đều chán nản cúi đâu, không có chút ý chí chiến đấu nào. Nằm trong loại trạng thái này, Bốn người này cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào cho Lâm Thanh Diện, ngược lại còn cản trở anh Phát Huy. Cho nên anh Liên nói với bốn người bọn họ một câu, bốn người các anh cứ đứng đấy, tôi đi đối phó với bọn họ. Bốn người bọn họ đều bất ngờ, không ngờ đến là Lâm Thanh Diện sẽ nói như vậy. Tuy nhiên là vì nỗi sợ hãi ở trong lòng, sau khi bốn người bọn họ nhận được mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện thì cũng không động đậy, chỉ nhìn Lâm Thanh Diện đi về phía trước. Ở bên đội số 7 chú ý đến tình huống này, cũng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết phòng số 13 đang khai thác chiến thuật gì. Người của phòng số 13 đều vắng đầu hết hay gì vậy, vậy mà chỉ có một người bước lên, xem ra là bốn người còn lại không có ý định ra tay. Người đang đi về phía của chúng ta chính là người mới tới đó, chắc có lẽ là cũng chỉ có cậu ta mới không biết được sự tàn khốc trên võ đài, còn bốn tên còn lại chắc có lẽ cũng đã bị dọa đến nỗi không thể đi được nữa. Tức cười chết đi được vậy mà phòng số 13 lại để cho một người mới đến bước ra, thật sự là một nhóm phế vật mà. Này thằng nhóc, cậu là người mới tới chắc có lẽ là cậu vẫn còn chưa biết tình huống ở nơi này. Phòng số 13 của các cậu, ở trong mắt của bọn tôi chính là một nhóm cặn bã, bây giờ cậu nhanh chóng quỳ xuống đất mà câu xin tha thứ gọi ông nội đi, vậy thì chúng tôi cũng sẽ không để cho cậu chết đau đớn như thế. Người của phòng số 7 đều khinh thường mà nhìn Lâm Thanh Diệt, không hề đặt anh vào trong mắt nhìn thế giới này một lần cuối cùng đi, qua ngày hôm nay nữa các người đã không có cơ hội này nữa rồi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Bốn tên kia cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đều cảm thấy Lâm Thanh Diện đang nói phét. Để tao đến chơi đùa với cậu ta trước, một người vừa mới đến vậy mà cũng dám phách lối như thế, thật sự buồn cười mà. Người đang đứng ở phía trước bước xa một bước liền lao về phía của Lâm Thanh Diện, vùng nắm đấm ra đấm thẳng lên trên mặt của Lâm Thanh Diện. Mắt của Lâm Thanh Diện hơi híp lại, cảm nhận được xúc lực trên nắm tay của người này không hề nhỏ, xem ra thực lực của người phòng số 7 quả thật mạnh hơn không ít so với phòng số 13. Có điều là đối với Lâm Thanh Diện mà nói, đó cũng chỉ là mạnh hơn một con kiến mà thôi. Trước khi mà năm đấm của người đó chạm đến trên người của mình, Lâm Thanh Diện né qua một bên, đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn ta, một cái tay khác thì chống đỡ ở dưới nách của hắn ta, tiếp theo vừa dùng lực một chút thì liên triệt tiêu sức lực ở trên tay của người đó, sau đó lại hất lên, trực tiếp ném hẳn ta ngã qua một bên. Đầu của tên đó chạm đất hôn mê bất tỉnh tại chỗ, Lâm Thanh Diện bước qua kiểm tra một chút, phát hiện người này vẫn còn nhịp tim. Tay bóp một cái lên trên cổ của hắn ta, vừa dùng lực liên cướp mất mạng sống của hắn ta. Lâm Thanh Diện am hiểu cách giết người, lúc còn ở bên ngoài bởi vì có pháp luật trói buộc, cho nên anh không có cách nào tùy tiện phát huy ra, cũng chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ mới có thể chấm dứt tính mạng của một người. Vậy mà bây giờ đang ở trong quan lĩnh, anh không cần phải cố kỳ như thế này. Nếu như có thể giết người một cách tùy tiện như vậy, đối phó với đối thủ có thực lực không mạnh này, Lâm Thanh Diện chỉ cần một hai chiêu là có thể giết chết được. Kể từ lúc người của phòng số 7 ra tay với Lâm Thanh Diện cho đến lúc Lâm Thanh Diện ném hắn ta xuống đất chấm dứt mạng sống thì cũng chỉ trong khoảng thời gian 3 giây, Tất cả mọi người đều đang chờ người của phòng số 7 hung hăng xử lý người của phòng số 13 nữa chứ. Kết quả là một giây sau thì xảy ra thay đổi như thế này, thật sự là khiến cho bọn họ phản ứng không kịp. Trên mặt của tất cả mọi người của phòng số 7 đều là mờ mịt, còn bên phòng số 13 lại càng sâu hơn, mắt của không ít người đều muốn trợn lồi ra ngoài. Cái này, cái này sao có thể được, hai chiêu của cậu ta liền có thể giải quyết được một người của chúng ta. Người của phòng số 7 đứng ở bên kia lầm bẩm Cuồng Đao đang đứng trên võ đài, cũng không ngờ đến là lại xuất hiện sự thay đổi này. Người mới này thoạt nhìn như là một con gà yếu ớt, nhưng mà lại có thực lực kinh người. Ở trên lầu 3, Thượng Quan Môn và Lương Cung Nhãn Sương đều nhìn chăm chú xuống võ đài ở phía dưới, Thượng Quan Môn còn đang cảm thấy dương dương tự đắc vì sắp xếp của mình, anh ta đã nói mình đã nghiên cứu thi đấu võ đài một hồi lâu với Lương Cung Nhạn Sương, không chỉ phân tích về mặt khí thế của tình huống thi đấu này thậm chí còn làm bộ như căn cứ vào động tác của Lâm Thanh Diện mà phân tích nguyên nhân anh không có thực lực. Kết quả là bắt đầu cuộc chiến, Lâm Thanh Diện chỉ cần dùng hai chiêu đã giải quyết được một người, có thể nói cái này và một cú vào mặt của thượng quan môn với tốc độ ánh sáng. Biểu cảm đắc ý của hẳn ta đông cứng lại ở trên mặt, một hồi lâu sau cũng không kịp phản ứng lại. Vốn dĩ là lương cung nhạn xương đang muốn phát cáu với thượng quan môn bởi vì sự làm phiên của thượng quan môn, nhưng mà trong nháy mắt lâm thanh diện đã làm thay đổi hình thái sân, để cho hai mắt của lương cung nhạn xương đều sáng lên. Trên mặt của cô ta lộ ra một nụ cười, quay đầu nhìn về phía thượng quan môn, lên tiếng nói, xem ra là những gì anh nói cũng không có trình độ gì cả, không phải là anh nói người kia không có thực lực gì sao, bây giờ muốn giải thích như thế nào đây? Cơ thịt ở trên mặt của thượng quan môn đều cứng nở lại, anh ta bị câu hỏi này của lương cung nhạn xương làm cho Á khẩu không trả lời được một hồi lâu sau mới ho nhẹ hai tiếng rồi nói, anh ta cũng chỉ mới giải quyết được một người mà thôi, chả là cái thá gì hết, trận đấu này thì phải nhìn vào tổng thể, anh ta không thể nào một mình mà khiêu chiến được năm người, tôi là nói đến kết quả chắc chắn sẽ không có thay đổi gì. Lương cung nhạn xương căn bản cũng không phản ứng lại anh ta, xoay đầu trở lại tiếp tục nhìn xuống võ đài, ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía của Lâm Thanh Diện cũng mang theo vài tia nghiền ngẫm. Địa lao, Tất cả mọi người đều đang nhìn vào màn hình ở căn phòng. Người mới này sao lại có lá gan lớn như vậy chứ, dám một mình đơn độc mà đấu với người của phòng số 7, không biết là trong lòng có niềm tin hay là đầu bị nước vào nữa. Tam Điều nhìn Lâm Thanh Diện trong màn hình, cũng lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói, thằng nhóc này cũng thật sự không may mà, vừa mới bước vào đây, thế mà lại đi đến phòng số 13, bây giờ lại phải tham gia cuộc chiến sinh tử với người của phòng số 7. Không chừng là cậu ta vừa mới đến đây ngày đầu tiên thì liền tiêu đời rồi, bên trong một căn phòng khác, những người đi vào đây cùng với Lâm Thanh Diện đều tràn đầy hưng phấn mà nhìn vào màn hình, tự lấm bẩm. Đáng đời quá đi thôi, thực lực mạnh thì có thể làm được cái gì, may mắn mới là quan trọng nhất, hơn nữa thực lực của thằng nhóc này có mạnh hơn so với chúng ta đi nữa thì chắc chắn là không thể so sánh được với người của phòng số 7 người ta. Cậu ta mới vừa vào đây ngày đầu tiên mà đã bị đánh chết tức cười chết đi được, trong lúc mà bọn họ đang dèm pha đủ kiểu đối với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện trên màn hình nhanh chóng ra tay, trực tiếp giải quyết người đang tiến về phía anh. Không hẹn mà cùng, tất cả những người ở trong phòng lập tức im lặng. Ở trên võ đài, Hoa Man nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện một hồi lâu, sau đó mới lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt, tiếp theo trên mặt của hắn ta lộ ra vẻ kích động. Lâm Thanh Diện đã phát huy thực lực, để cho hắn ta thấy được hy vọng, từ trước đến nay người của phòng số 7 đều rất vững vàng, lần nào bọn họ cũng sẽ phái người mạnh nhất ra sân, cho nên thực lực của bốn người này là người đứng đầu của phòng số 7. Cho dù là cuồng giao muốn giải quyết một cao thủ ở trong phòng của bọn họ với một cách dễ dàng như vậy, cũng không thể nào chỉ dùng hai chiêu. Nhưng mà bây giờ Lâm Thanh Diện đã làm được rồi, cái này mang ý nghĩa Lâm Thanh Diện có khả năng chiến thắng cuồng giao, như vậy thì bọn họ đã có hy vọng thắng lợi. Hắn ta nhìn bốn người của hắn ta trên võ đài đều bị sợ đến ngây người, liền hô một câu với bọn họ: "Con mẹ nó, tụi bây còn đứng ngây ra đó để làm gì nữa? Nhanh chóng đi đến góp phần trợ lực cho lão đại đi." Tác dụng để cho bốn người bọn bay bước lên võ giải chính là như vậy đó. Bốn người đó kịp phản ứng, trên khuôn mặt đầy hưng phấn mà bắt đầu cổ vũ cho Lâm Thanh Diệt. Năm người trên võ đài, trong đó có bốn người đến để cổ vũ, đội bảy ở phía đối diện nhìn thấy thì đều sửng sốt một chút chương 419, bội phục bội phục. Trên võ đài, sau khi Lâm Thanh Diện đã giải quyết được một nửa thì cũng không chân chờ chút nào, nhanh chóng vọt về phía ba người còn lại. Mặc dù là ba người còn lại của phòng số 7 đều đang kinh ngạc, nhưng mà cũng không dừng lại động tác của mình, vẫn đang nhào về phía của Lâm Thanh Diện như cũ. Sau khi cuồng đao ý thức được Lâm Thanh Diện không đơn giản như vậy, hẳn ta cũng không tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, hẳn ta đi lên phía trước, mở miệng nói, cố gắng không đấu riêng lẻ với cậu ta, chúng ta đã bị vẻ ngoài của thằng nhóc này lừa gạt rồi, lúc nãy là do quá bất cẩn, cho nên mới cho cậu ta có thời cơ để lợi dụng. Ba người bọn bay kết hợp lại ngăn cản cậu ta, để tao giải quyết cậu ta. Ba người bọn họ đều gật đầu, cũng không dám chủ quan, nhanh chóng bao vây Lâm Thanh Diện lại. Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên tạo thành một độ cong chiêu tức, nhìn thoáng qua côn đao ở phía bên kia, nói anh xác định người lúc nãy chỉ là bởi vì chủ quan à. Nói xong, anh nhanh chóng đưa tay ra với một trong số ba người đó, một phát liền bóp lấy cổ của hắn ta, người kia căn bản cũng không kịp phản ứng thì đã bị Lâm Thanh Diện lôi qua. Hai người còn lại thấy thế thì sắc mặt đều thay đổi, nhanh chóng muốn kéo người kia trở về, đáng tiếc là tốc độ của bọn họ không nhanh bằng Lâm Thanh Diện, chờ đến lúc phản ứng lại thì đã không còn cơ hội đuổi kịp Lâm Thanh Diện nữa. Cuồng đao rủa một tiếng ở trong lòng, nhanh chóng lao về phía của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu lại cười cười với cuồng đao, sau đó tay đang bóp cổ của tên kia vừa dùng sức, rác một tiếng, cổ của tên đó liền trực tiếp bị gãy mất, hắn ta cũng vừa mới mất mạng bởi vì sự hấp tấp của mình. Em mơ sao nó chứ, hôm nay ông đây sẽ không bỏ qua cho mày đâu, cuồng đao nổi giận gâm lên một tiếng, đã vọt đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, giơ tay lên đánh một đấm về phía của anh. Lâm Thanh Diện không nhìn thẳng vào cách ra đòn của cuồng đao, nhanh chóng lui ra phía sau, anh muốn giải quyết hai người còn lại cùng một lúc sau đó mới xử lý cuông đao cuông đao không ngờ đến là lâm thanh diện sẽ không tiếp chiêu của hắn ta nắm đấm vung ra chỉ đánh vào trong không khí cho đến lúc hắn ta kịp phản ứng lại thì lâm thanh diện đã vọt đến bên cạnh của hai người kia hai tên kia nhìn thấy lâm thanh diện chỉ cần nhẹ nhõm một cái là có thể bẻ gãy cổ của hai người trước trong lòng cảm thấy sợ hãi lão đại mau đến cứu bọn em một người trong số đó kêu cuông đao một giây sau, nắm đấm của Lâm Thanh Diện đã đánh vào lồng ngực của hắn ta, trong miệng của người kia chảy ra máu tươi, hai mắt trừng tròn xoe, trong cổ họng phát ra âm thanh ủng ục, trong chốc lát sau liền ngã thẳng ra phía sau. Cuồng đao âm thầm cắn răng, sau khi phát hiện mình đuổi không kịp bước chân của Lâm Thanh Diện, hắn ta chửi âm lên ở trong lòng. Là một người mới đến, vậy mà lại giết người của hắn ta ở trước mặt của hắn ta, đây quả thật chính là một loại sỉ nhục đối với hắn ta mắt nhìn thấy bên bọn họ chỉ còn lại có một người, cuồng đao nghĩ thầm, có như thế nào đi nữa cũng không thể để cho người này chết trên tay của Lâm Thanh Diện. Lúc này tốc độ của Lâm Thanh Diện cũng đã chậm dần, cuồng đao cho rằng mấy chiêu lúc nãy của Lâm Thanh Diện chắc chắn đã làm tiêu hao hết một phần lớn thể lực, anh đã không còn cách nào để duy trì tốc độ vừa nãy. Hắn ta âm thầm sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, tập trung hết tất cả trên nắm tay, tiếp theo đó hắn ta liền đi đến sau lưng của Lâm Thanh Diện nắm bắt lấy một thời cơ tuyệt vời, dùng hết toàn lực mà vùng một đấm ra, muốn chỉ dùng một đấm liền lấy mạng của Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này thân thể của Lâm Thanh Diện nhanh chóng di chuyển sang phía bên cạnh, trong lúc nắm đấm của cuồng đao sắp rơi ở trên người của anh, linh hoạt tránh khỏi. Mà cuồng đao lại không có cách nào thu hồi nắm đấm lại, đây chính là một đấm mà hẳn ta đã dùng hết sức lực toàn thân của mình để đánh ra, có thể tưởng tượng được uy lực to lớn cỡ nào lúc nãy người cuối cùng của phòng số 7 đang đứng ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, bây giờ Lâm Thanh Diện né qua một bên, người kia liên lộ ra trong tâm mắt của cuồng đao. Nắm đấm của hắn ta nặng nề đánh mạnh lên trên ngực của người đó, căn bản cũng không có chỗ để làm dịu lại. Tên kia cũng một mặt hoảng sợ, chờ sau khi hắn ta kịp phản ứng thì nắm đấm của cuồng đao đã đánh lên trên lông ngực của hắn ta. Tiếp theo đó là một tiếng thét thảm thiết, người kia ngã xuống mặt đất, co giật hai lần, sau đó không cử động nữa tự tay giết người trong phòng của mình, quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục, Lâm Thanh Diện lên tiếng cười nói. Lúc nãy tốc độ của anh trở nên chậm chạp là do cố ý, bởi vì anh muốn dân dụ cuồng đao mắc câu. Lúc đầu anh chỉ là muốn để nắm đấm của cuồng đao nên ở trên người của người bên phe hẳn ta, nhưng mà cũng không ngờ đến cuồng đao lại dùng ra sức lực lớn như vậy, trực tiếp đánh chết người của hắn ta. Cuồng đao bị lời nói này của Lâm Thanh Diện chọc giận làm cho ngực chập trùng một trận, trong ánh mắt nhìn về phía lâm thanh diện của hẳn ta tràn đầy sát khí tên chết tiệt kế tiếp chính là mày đó nói xong thì cuồng đao lại vọt về phía của lâm thanh diện lần nữa muốn đấm một đấm giống như lúc nãy ở trên người của lâm thanh diện lâm thanh diện hơi hít mắt lại khí thể trên người đột nhiên bộc phát nếu như cuộc chiến ngày hôm nay muốn kết thúc thì nhất định phải có một bên chết hết tất cả cho nên lâm thanh diện cũng không tính phải lãng phí thời gian với cuồng đao quả thật là sức lực của cuồng đao rất mạnh trên cơ bản có thể liều mạng với cao thủ hàng đầu của nhà họ Lâm, cho nên Lâm Thanh Diện không có cách nào giải quyết hắn ta trong vài chiêu được. Hai người rằng có một hồi lâu, cuồng đao dương như phát hiện ra thể lực của mình có vẻ như theo không kịp, mà Lâm Thanh Diện vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, dường như sức mạnh mà anh có được vô cùng vô tận như là một ngọn suối. Đáng chết, cái tên nhóc này sao khó đối phó như vậy chứ, chẳng lẽ là hắn ta cũng không biết mệt mỏi à? Cuồng đao thầm mắng một tiếng ở trong lòng. Tất cả mọi người đều nín thở đông cứng mà nhìn cuộc chiến của hai người bọn họ, chủ yếu nhất là nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Trong trận chiến ở Quan Lĩnh, thi đấu trên võ đài như thế này, đã lâu rồi chưa từng đặc sắc như vậy. sốt cuộc cuồng đau bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi nữa, không còn cách nào thi đấu với Lâm Thanh Diện, nhanh chóng lui ra phía sau, đứng ở nơi đó không ngừng thở phì phò. Lâm Thanh Diện không cho hắn ta có cơ hội để lấy hơi, nhanh chóng đi đến trước mặt của hắn ta đạp một cước ra ngoài, đạp thẳng vào trong ngực của hắn ta. Cuồng đao nhanh chóng nâng hai tay của mình lên ngăn cản chân của Lâm Thanh Diện lại, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì. Sức lực ở trên chân của Lâm Thanh Diện truyền đến, hai cánh tay của hắn ta trực tiếp gãy, sau đó thân thể liên bay ra bên ngoài võ đài. Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển hướng theo cơ thể của cuồng đao, nhìn thấy hắn ta rơi xuống mặt đất, trong miệng chảy ra máu tươi, nằm ở dưới mặt đất thân thể đang không ngừng run rẩy. Cả hiện trường im lặng mấy giây, sau đó người của phòng số 13 đứng ở bên này phát ra tiếng hoan hô vang dội, có làm như thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến trận đấu ngày hôm nay, một mình Lâm Thanh diện lại có thể giải quyết hết tất cả những người của phòng số 7. Trong số đó còn bao gồm cả lão đại của phòng số 7, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của Quan Lĩnh. Người dẫn chương trình nhìn thấy cuồng đao bị ngã trên mặt đất, đã không còn bất cứ khả năng gì nữa anh ta đi qua đưa tay sờ lên trên cổ của cuồng đao, sau đó quay người lại nhìn về phía tất cả mọi người, cầm micro mà nói cuồng đao vẫn còn chưa chết, nhưng mà cậu ta cũng không còn kiên trì được bao lâu nữa, chúng ta cũng có thể xem cậu ta như là người chết. Cho nên cuộc tranh tài lần này, phòng số 13 chiến thẳng. Người của phòng số 13 tràn đầy vẻ kích động, có không ít người cũng bắt đầu nhảy cẳng hoan hô. Lúc này ở trong địa lao, tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào màn hình, không ai phát ra âm thanh, bọn họ đều bị lâm thanh diện làm cho chấn động. Ngày hôm nay, mặc kệ là phòng nào ra sân chỉ cân đối mặt với lâm thanh diện chỉ sợ là cũng sẽ có một kết quả như vậy. Trong phòng số 6 có một người đàn ông run lẩy bẩy trốn ở trong nơi hẻo lánh, hắn ta là người đến đây cùng với Lâm Thanh Diện, lúc ấy nhìn thấy Lâm Thanh Diện bước ra sân, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Thanh Diện là một con gà yếu ớt, chỉ có mình hắn ta nói nói một câu Lâm Thanh Diện rất lợi hại, Kết quả là người ở trong phòng liên bắt hẳn ta lại rồi đánh cho một trận, hơn nữa cũng không cho phép hẳn ta đi xem tình huống của cuộc thi đấu. Lúc này lão đại của phòng số 6 đi đến trước mặt của người kia, sau khi người kia nhìn thấy thì bị dọa, phải cầu xin tha thứ, lão đại, sau này em sẽ không dám tiếp tục nói lung tung nữa, anh tha thứ cho em đi, lão đại nhìn người kia rồi thở dài, sau đó cúi người thật sâu, mặt mũi hắn ta tràn đầy vẻ hối lỗi anh, trước đó là do em không đúng, người mà anh nói quả thật rất lợi hại. em xin lỗi anh, anh đã vào đây cùng với người đó, chắc chắn là người đó nhớ kỹ anh. sau này anh đừng nói xấu em ở trước mặt của người đó là được rồi. nghe thấy lời nói của lão đại, người kia lập tức mông lung, không biết đã xảy ra chuyện gì. lầu ba của võ quán, trên mặt của thượng quan môn tràn đầy lửa giận, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, căn răng nghiến lợi mắng một câu. một nhóm phế vật, năm người mà cũng đánh không lại một người, đám người này đáng phải chết từ lâu mà lương cung nhạn xương ở một bên thì cực kỳ vui vẻ. Ban đầu cô ta còn cho rằng là ngày hôm nay mình sẽ mất trắng 300 tỷ, kết quả không ngờ đến là mình lại thắng. Bởi vì chỉ có mình cô ta đặt cược đội số 13 thắng, cho nên lần này cô ta kiếm được không ít tiền. Xem ra là anh cũng không đáng tin cậy nhỉ, sau này cũng đừng có thể hiện sự hiểu biết của mình ở trước mặt của tôi nữa. Cái này sẽ chỉ làm cho anh trở nên buôn cười mà thôi, lương cung nhạn xương quay đầu lại nhìn thượng quan môn một chút thượng quan môn xấu hổ cười một tiếng, không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời khỏi chỗ này. hôm nay có thể nói là anh ta đã phải chịu đựng nhục nhã vô cùng, cho nên anh ta phải đi tìm một nơi khác để chút giận. lương cung nhạn xương tiếp tục nhìn xuống võ đài, ánh mắt dừng ở trên người của lâm thanh diệt, trong mắt lộ ra vài phần tò mò. một lát sau, cô ta vỗ tay, một người đi đến đứng ở sau lưng của cô ta. thưa cô lương cung, có thể phục vụ gì cho cô ạ? À? tôi cảm thấy rất hứng thú với người đó, tối nay kêu anh ta đến phòng của tôi đi, lương cung nhạn xương đưa tay ra chỉ lâm thanh diệt, chậm rãi mở miệng nói. chương 420, phần thưởng dành cho người chiến thắng. Trận đấu kết thúc trong âm thanh đầy hưng phấn của MC, có thể thấy một cách rõ ràng rằng những người đã đặt đội số 7 chiến thắng đều không được vui, nhưng đối với bọn họ mà nói thì chút tiên đó cũng không là gì, chẳng mấy chốc bọn họ lại đi tìm niềm vui khác. Lâm Thanh Diện và những người trong phòng số 13 cùng nhau đi về phía thang máy, mọi người trong phòng số 13 lúc này đều vô cùng phấn khích. Trong địa lao thì phòng bọn họ gần như là phòng yếu nhất, thế mà bây giờ lại còn thắng cả một phòng có thực lực mạnh như phòng số 7, ai cũng biết đó là vì Lâm Thanh Diện có thực lực mạnh nhưng mà anh là một thành viên của phòng bọn họ, chỉ vậy thôi cũng khiến bọn họ phấn khích. Trái lại, trong phòng số 7, ai cũng ngủ rũ, tất cả đều mang một bộ mặt ảm đạm như người vô hồn. Hoa Man nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, một tên trai tráng cơ bắp phạm vỡ như trâu mà lại thể hiện như một cô gái đang trồng hoa si, nhìn về phía Lâm Thanh Diện đến mức nổi da gà khắp người. Khi đi vào trong thang máy, Hoa Man cuối cùng cũng không kìm được sự kích động ở trong lòng, nói với Lâm Thanh Diện một câu, đại ca, anh vừa rồi ở trên đài thật sự quá mê người, em nhìn mà trái tim nhỏ này cũng đập bịch bịch như muốn nhảy ra theo, nếu như anh không ngại thì từ hôm nay trở đi, em có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh chỉ cần anh nói ra em sẽ không từ chối khi nói hoa man còn liếc mắt đưa tình với lâm thanh diện lâm thanh diện thiếu chút nữa là trực tiếp đưa một bàn tay ra tát chết hoa man anh lạnh lùng nói cút biểu cảm trên mặt hoa man khựng lại anh ta nhanh chóng tránh sang một bên không dám làm trái lại bất cứ điều gì những người còn lại trong thang máy đều nhịn cười đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bộ dạng hoa man như thế này thật sự đã làm thay đổi quan điểm của bọn họ. Khi xuống đến tầng hâm, khi người trong phòng số 13 trên đường trở về phòng, mọi người ở những phòng khác đều nhìn Lâm Thanh Diện đi qua với vẻ mặt đầy kính sợ, tạo thành hai thái cực khác nhau so với lúc đi ra ngoài kia. Lần này không còn ai dám chế diêu phòng số 13, Lâm Thanh Diện bây giờ đã trở thành ác ma trong mắt mọi người, giống như anh có thể giải quyết những người này bất cứ lúc nào vậy. Trên mặt những người đi vào cùng với Lâm Thanh Diện đều tràn ngập sự phán khích và đắc ý, theo như suy nghĩ của bọn họ, mặc dù bọn họ không quen biết Lâm Thanh Diện nhưng vẫn có chút quan hệ thân thiết với anh hơn những người khác, ít nhất cũng là người ngồi chung xe, chỉ thế thôi cũng đủ để bọn họ khoe khoang rồi. Đại ca, em tên là Tam Điều, em đến cùng lúc với anh, sau này mong anh chú ý em nhiều hơn, lúc này, một người ở phòng bên cạnh vọt lên phía trước, hướng về phía Lâm Thanh Diện thốt lên một câu lâm thanh diện quay đầu nhìn tam điều một chút sau đó lại từ từ rời ánh mắt đi trực tiếp coi anh ta là không khí tam điều này đúng là đến cùng với anh nhưng đổi với lâm thanh diện mà nói thì anh cùng với những người đó chỉ coi như là bèo nước gặp nhau mà thôi cùng với những người ở trong địa lao này cũng không có gì khác biệt cho nên không cần thiết thể hiện sự nhiệt tình với tam điều tam điều thấy lâm thanh diện không có chút phản ứng nào với mình trên mặt lộ ra một tia thất vọng nhưng anh ta cũng không vì chuyện này mà từ bỏ dù sao Lâm Thanh Diện cũng là một nhân vật lợi hại như vậy, quả thực cũng không cần phải lấy lòng anh ta. Sau khi về đến phòng, Lâm Thanh Diện ngồi ở trên giường, cảm thấy có chút mệt mỏi, bởi vì anh đã uống ly nước có chứa thuốc mê do quan lĩnh chuẩn bị, sau khi tỉnh lại toàn thân cũng không đạt tới trạng thái tốt nhất. Buổi chiều còn tham gia một trận đấu, đối với thể lực của anh mà nói thì cũng coi như là một gánh nặng không nhỏ. Lập tức tất cả anh em trong phòng số 13 liên chạy tới đấm chân bóp lưng cho Lâm Thanh Diện, từng người cung kính giống như là người hâu của Lâm Thanh Diện vậy. Dừng hết lại đi, tôi nghỉ ngơi một lúc, bất kể là ai cũng không được tới gần tôi trong phạm vi một mét, nếu không thì các cậu chắc hẳn là biết rõ hậu quả sẽ như thế nào, Lâm Thanh Diện mở miệng, còn chừng mắt hướng về phía Hoa Man mà nói. Lời anh nói rõ ràng chính là nhắm vào Hoa Man, anh cũng không muốn lúc mình ngủ lại bị một tên biến thái lợi dụng, xu hướng giới tính của anh vẫn rất bình thường. Mặt mũi hoa man đầy tuổi thân và oan ức nhưng cũng không dám không nghe lời Lâm Thanh Diệt. Anh ta vô cùng biết rõ là với độ uy hiếp hiện giờ của Lâm Thanh Diệt, cho dù trước đó anh ta có là đại ca, nhưng một khi anh không nghe lời thì trong nháy mắt người ở trong phòng này cũng sẽ tập hợp lại tấn công anh ta. Lâm Thanh Diệt nằm trên giường, nhắm mắt lại, chưa được một lúc thì ngay lập tức mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, Lâm Thanh Diệt liên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, anh từ trên giường ngồi dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một cái thùng, bên trong cái thùng đây có đầy thịt cá. Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn ngó cái dương kia và chảy đầy nước miếng, chỉ là không có ai xông lên động vào đồ ăn ở bên trong nó. Ánh mắt hoa man như hổ rình ngồi nhìn những người ở bên trong phòng nói, đại ca còn chưa tỉnh dậy, các người cũng đừng nghĩ tới việc động vào đồ này, nếu ai không nhịn được, thì cũng đừng trách tôi cư xử không có lễ độ. Lâm Thanh diện ra khỏi giường, đi tới bên cạnh chiếc dương rồi mở miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Không phải đã nói chúng ta thắng thì đồ ăn cũng sẽ được nâng lên một bậc sao, nhưng nhìn thế này thì e rằng cũng chỉ hơn có được một nửa điểm so với đồ ăn trước kia mà thôi. Hoa man vội vàng cười giải thích, bởi vì hôm nay đã có người ghi chú thêm rằng bên thua không thể sống, mà chúng ta lại thắng, cho nên chúng ta có thể nhận được một số lợi ích tương ứng, chỗ thức ăn này chính là một phần trong số đó. Bắt đầu từ hôm nay và trong vòng một tháng, lương thực của chúng ta sẽ áp dụng theo tiêu chuẩn này. Lâm Thanh Diện như đang suy nghĩ điều gì đó, khẽ gật đầu, được ăn ngon đương nhiên là chuyện tốt, anh cũng được coi như là một người của phòng 13, vì mọi người mà tranh giành chút lợi ích thì đó cũng là điều nên làm. Mọi người đem chỗ đồ ăn này chia nhau đi, đừng để nguội, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Những người kia sớm đã không chờ được nữa lúc này liên trực tiếp vỗ tay tán thưởng Lâm Thanh Diện. Hoa man chừng mắt nhìn đám người kia quát, tất cả xếp thành hàng từng người một tới nhận, nếu ai dám cướp thì cơm hôm nay người đó sẽ không có phần. Tất cả mọi người liên không dám trực tiếp xông lên cướp, ai nấy cũng đều xếp hàng đàng hoàng, lần lượt đi đến trước mặt hoa man nhận đồ ăn. Lâm thanh diện nhìn hoa man cười cười, nghĩ thầm tên này chỉ là xu hướng giới tính có chút không bình thường, ngược lại những cái khác cũng không có khuyết điểm gì quá lớn, trong phương diện quản lý cũng có cách riêng của mình, có anh ta ở đây thì lâm thanh diện cũng không cần phải nghĩ tới việc phải quản lý những người trong phòng này như thế nào lâm thanh diện cũng đi tới nhận lấy một phần thức ăn lấp đầy cái bụng của mình lúc ấy cậu nói chỗ này chỉ là một phân của lợi ích thế những lợi ích còn lại là gì cơm nước xong xuôi lâm thanh diện nhìn chằm chằm hoa man hỏi một câu gương mặt hoa man lập tức lộ ra một nụ cười thần bí trong ánh mắt còn lộ ra một tia hèn mọn mở miệng nói lợi ích còn lại chính là phụ nữ rồi Chúng ta ở dưới lòng đất này, trừ việc ăn cơm ra, cũng chỉ có thể tìm niềm vui ở trên người phụ nữ. Quan lĩnh cũng sẽ căn cứ theo chiến tích của từng phòng mà đưa phụ nữ tới cho họ phát tiết. Trước kia phòng 13 của chúng ta đều yếu, cho nên chỉ có thể là nam chơi với nam, nhưng bây giờ dựa vào thực lực của đại ca, buổi tối hôm nay quan lĩnh sẽ đưa 10 người đẹp nóng bỏng tới cho chúng ta. Giải tỏa giúp cho mọi người đỡ thèm. Lâm Thanh Diện nghi ngờ nhìn Hoa Man một chút, mở miệng hỏi, "Không phải cậu thích đàn ông sao?" vì sao đưa phụ nữ tới cậu lại hưng phấn như vậy hoa man lập tức có chút thẹn thùng sau đó mở miệng khụ khụ nam nam nữ đều ăn sạch lâm thanh diện không nói gì nhìn anh ta một cái sau đó cũng không nói thêm gì nữa chờ một lúc nữa bọn họ sẽ dẫn phụ nữ đến đây người xinh đẹp nhất sẽ để cho đại ca thưởng thức còn lại tôi sẽ giao cho bọn họ chỗ này của chúng ta có duy nhất một căn phòng riêng nếu đại ca cảm thấy ngại có thể sang phòng bên cạnh hoa man chỉ ngón tay không cần tôi đã có vợ đời này tôi chỉ chung tình với mình cô ấy tôi sẽ không động vào người phụ nữ khác lâm thanh diện mở miệng hoa man sững sờ lập tức nở nụ cười nói đại ca anh đã tới chỗ này rồi thì cũng đừng nghĩ tới chuyện có vợ hay chưa có vợ nữa bản thân vui vẻ mới là điều quan trọng nhất lâm thanh diện liếc mắt nhìn anh ta trong mắt hiện lên sát khí dọa hoa man đến nỗi khiến anh ta vội vàng ngậm miệng lại không lâu sau liền có người dẫn theo một cô gái quyển rũ gợi cảm tới Nhìn những người đàn ông trong phòng 13 với ánh mắt nóng bỏng. Các cô gái khác cũng đều cởi mở như vậy, không ngừng liếc mắt đưa tình với những người đàn ông trong phòng. Xem ra các cô đều được quan lĩnh đặc biệt huấn luyện để làm loại chuyện này, cho nên sẽ không có bất kỳ kháng cự nào. Cái này có phần khác biệt đối với ấn tượng của Lâm Thanh Diện về quan lĩnh, theo như anh thấy thì quan lĩnh là người thích bắt những người phụ nữ xinh đẹp đến chỗ này, cho nên các cô gái ở đây đều phải có sự phản kháng mới đúng. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy những cô gái này, Lâm Thanh Diện mới cảm thấy nơi này có thể cũng không giống như thế giới bên ngoài nói. Có lẽ những người bị bắt từ thế giới bên ngoài cũng sẽ không xuất hiện ở nơi địa lao như này, cho nên mới khiến Lâm Thanh Diện sinh ra cảm giác như vậy. Sau khi những cô gái kia bước vào, ngay lập tức xếp thành một hàng đứng trước mặt mọi người, chờ đợi những người đàn ông này cưng chiều. Tất cả mọi người đều đang chờ Lâm Thanh Diện đưa ra mệnh lệnh, nhưng Lâm Thanh Diện lại cảm thấy đau đầu, anh cũng không muốn ở trong phòng nhìn bọn họ làm loại chuyện này. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu đen đi đến, ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Thanh Diện. "Anh, đi với tôi." Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, anh bước ra ngoài với người đàn ông ấy. "Có chuyện gì vậy?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "Có người muốn gặp anh." Người đàn ông nói một câu rồi đi thẳng về phía trước. Lâm Thanh Diện như suy nghĩ điều gì đó. Mặc dù không biết là người nào muốn gặp anh, nhưng việc này cũng có thể tránh được những cảnh xấu hổ trong phòng kia, cho nên việc đi theo người này ra ngoài cũng không có gì là không thỏa đáng. Người đàn ông đưa Lâm Thanh Diện lên mặt đất bằng thang máy, ra khỏi nơi diễn võ đi ra ngoài, dọc theo một con đường đi về phía trước. Bọn họ đi ra ngoài thì liền có hai người đi theo, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được thực lực của hai người này cũng không hề yếu, có vẻ quan lĩnh sợ rằng anh sẽ làm ra chuyện gì không bình thường cho nên mới sắp xếp cho hai cao thủ đi theo. Mãi cho tới giờ phút này, Lâm Thanh Diện mới có thể nhìn rõ tình hình cụ thể của quan lĩnh, nơi này có đường nhựa, hai bên đều là những biệt thự tinh xảo, bởi vì là ban đêm, cho nên nơi này được ánh đèn chiếu sáng trói lọi. Kể cả là trong đêm, Lâm Thanh Diện cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh đen như mực của ngọn núi cách đó không xa, về cơ bản có thể xác định được nơi này đúng là một chỗ ở giữa núi non. Dựa vào khí hậu và các vì sao trên trời ở đây thì Lâm Thanh Diện mơ hồ có thể đoán được, nơi này không ở trong nước. Không lâu sau, người kia đưa Lâm Thanh Diện tới trước cửa của một tòa biệt thự, sau khi mở cửa ra thì mở miệng nói, tự mình đi lên tầng 2, người muốn gặp anh đang ngồi trên đó, đừng cố làm điều gì vượt quá giới hạn, người ở bên trong đó anh không chọc vào nỗi đâu, nếu không thì anh sẽ chết rất thê thảm. Trong lòng Lâm Thanh Diện có chút thấp thỏm, anh có thể đoán được người này muốn gặp anh vì nguyên nhân chính là bởi vì trận đấu lúc xế chiều hôm nay, chỉ là mục đích của đối phương là gì thì anh không rõ. Nếu như bởi vì mình là một tay giàu có chịu mất tiền, Lâm Thơ Na diện sợ rừng mình sẽ gặp phải chút phiền toái, dù sao thì đối với mấy người nhà giàu mà nói, dùng tiền để mua từng cái đầu của bọn anh nếu như họ thấy nhớ mắt thì đó quả thật là một chuyện rất đơn giản, mà quan Linh HC chắc ca ứng cũng sẽ ủng hộ chuyện này. Anh đi vào trong biệt thự, đi lên tầng 2, Đứng trước một căn phòng rồi mở cửa ra, sau khi bước vào, Lâm Thanh Diện nhìn thấy một người mặc kimono, một cánh tay xinh đẹp để lộ ra bên ngoài, đó chính là một cô gái xinh đẹp đang nhẹ nhàng pha trà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 421, Lương Cung Nhạn Sương, cô tìm tôi hả? À? Lâm Thanh Diện đứng ở cửa hỏi vào. Vào đi, Lương Cung Nhạn Sương không ngẩng đầu lên mà lại tiếp tục bê bình trà lên pha trà, đôi tay xinh đẹp làm nổi bật động tác huyền chuyển. Từng động tác đều giống như đang biểu diễn nghệ thuật. Phong cách này chỉ có con gái của một gia đình dòng tộc lớn chân chính mới có được, đây chính là cảm giác sinh ra trong lòng Lâm Thanh Diện khi nhìn thấy cô gái này. Lâm Thanh Diện tiến vào, hai mắt nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi pha trà kia, không hiểu sao cô ta lại gọi mình vào đây. Sau khi Lâm Thanh Diện bước vào, cô ta không nói gì nữa mà là kiên nhẫn pha cho xong bình trà trước mặt mình, Lâm Thanh Diện cũng kiên nhẫn nhìn cô ta pha trà, vô tình còn cảm thấy hưởng thụ một lúc lâu sau cô ta mới pha trà xong ngẩng đầu liếc nhìn lâm thanh diện một cái trong ánh mắt lộ ra ý cười lên tiếng nói không ngờ anh có thể kiên nhẫn như vậy tôi cứ nghĩ những người bị nhốt trong địa lao quan lĩnh đều là những kẻ tính tình nóng này lâm thanh diện mỉm cười trả lời cô ta hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đó có lẽ nếu ở lâu tôi cũng sẽ giống bọn họ thôi lương cung nhạn xương hơi ngạc nhiên không ngờ được hôm nay lại là ngày đầu tiên lâm thanh diện vào quan lĩnh sao anh lại vào đó, bị bắt vào à? Lương Cung Nhạn Sương hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu, cũng không giấu diểm gì, tôi chủ động vào đó. Sao cơ? Lương Cung Nhạn Sương nhìn Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới một lượt, sao lại chủ động vào đó? Ở bên ngoài không sống nổi hay gì, tôi nghe nói những người trong địa lao quan lĩnh đa phân đều là kẻ lưu vong. Vì tôi muốn ỉm người, Lâm Thanh Diện trả lời cô ta. Trên mặt Lương Cung Nhạn Sương lộ ra vẻ tò mò, không nhịn được hỏi anh tìm ai. Rất xin lỗi, trước khi hiểu rõ cô là người thế nào, tôi không thể nói chuyện này cho cô biết được, Lâm Thanh Diện từ chối. Nguyên nhân anh thành thật nói cho Lương Cung nhạn xương chuyện mình vào đó để tìm người là vì anh có thể cảm nhận được cô gái này không phải người tâm thường. Anh vừa đến đây chẳng quen biết ai, muốn tìm tung tích của Lâm Trung Thiên càng là chuyện không tưởng. Chỉ khi tiếp xúc được với người ở đây, Lâm Thanh Diện mới có cơ hội tìm hiểu được tin tức liên quan tới Lâm Trung Thiên nhưng anh cũng không thể nói toạc ra mình muốn tìm ai, dù sao anh vốn dĩ cũng không rõ rốt cuộc cô gái đối diện là ai, tìm mình có mục đích gì. Anh lại dám thừa nước đục thả câu với tôi cơ đấy, anh có biết không, ở chỗ này, tôi có thể dùng tiền mua tính mạng của anh, nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ngại để người ta cạnh miệng anh ra, lương cung nhạn xương cười cười thốt ra một câu. Vậy cô có thể thử xem, lâm thanh diện đáp. Lương cung nhạn sương nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một lúc mới bật cười, không ngờ anh còn kiêu ngạo vậy đấy. Lâm Thanh Diện có hơi kinh ngạc, không ngờ cô gái này lại dùng từ kiêu ngạo để miêu tả mình, quả thật chuyện này hơi ngoài dự kiến của anh. Cô bé từ dưới đất đứng lên, bộ kimono khoác trên người thể hiện ra rõ cái gì gọi là thước tha mềm mại. Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được dưới khuôn mặt cô gái xinh xắn kia ẩn giấu một linh hồn điên cuồng, từng cử chỉ hành động của cô ta đều lộ rõ điều này có lẽ cô ta cũng không thích loại cảm giác tiểu thư khuê các này, đè nén lâu rồi, buông thả mới là bản tính thật của cô nàng. Rốt cuộc cô tìm tôi làm gì? Lâm Thanh Diện hỏi lại lần nữa. Cô gái chậm chậm đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, cười nói cảm thấy anh thật thú vị, muốn xem xem anh là người như thế nào, xem ra anh còn thú vị hơn suy nghĩ của tôi nhiều, không ngờ lại gặp được một người như anh ở đây. Nói xong, cô ta xòe một tay nâng cảm Lâm Thanh Diện lên đúng lúc này một bóng người xuất hiện trong phòng trực tiếp chắn trước mặt lâm thanh diện ép anh phải lùi về sau mấy bước đồng tử của lâm thanh diện thu nhỏ lại nhận ra người đột nhiên xuất hiện kia là một cao thủ người có thực lực vượt xa côm đao tiểu thư kẻ này chỉ là một tên biểu diễn mua vui ở quan lĩnh thôi không có gì đặc biệt cả người không nên để anh ta bước vào phòng mình người đứng trước lâm thanh diện lạnh nhạt nói lúc này lâm thanh diện mới nhìn rõ người kia đây là một người đàn ông tuổi tác không chênh lệch gì nhiều với anh, mặc quần áo thể thao màu đen, khí thế khó ai sánh bằng, nếu anh đoán không sai thì chắc người này là vệ sĩ của cô gái kia. Lương Cung Nhạn Sương nhìn thấy vệ sĩ đứng chắn giữa mình và Lâm Thanh Diện thì chợt cau mày, lạnh lùng nói, không tới lượt anh quản lý chuyện của tôi, đừng quên tôi là đến đây để du lịch, ở đây anh không thể báo cáo với ba tôi. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô thôi tiểu thư, người này chỉ là một con chó mà quan lĩnh nuôi thôi cũng do hôm nay anh ta thắng một trận đấu bình thường trên võ đài nên mới được người chú ý. Nếu tiểu thư thích, tôi sẽ để quan lĩnh bên kia chọn ra người ưu tú hơn kẻ này trăm lần tới hầu hạt tiểu thư, vệ sĩ đáp lời. Lương cung nhạn xương cực kỳ khó chịu nhìn tên vệ sĩ này, cô trực tiếp nhấc tay tát một cái lên mặt anh ta, cắn răng nói, ở bên ngoài anh có thể thay ba tôi quản tôi, nhưng ở đây anh không có tư cách ấy, tôi thích ai không tới lượt anh xem vào chỉ trỏ. Còn bây giờ anh ra ngoài ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ nói với ba là anh sảm sỡ tôi, đến lúc đó cứ chờ bị lột ra rút gân đi. Tên vệ sĩ thấy lương cung nhạn xương không chịu nghe lời mình thì lập tức lo lắng cuống cuồng, anh ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, lạnh lùng nói, chỉ là một con chó thôi, có tư cách gì mà dám vào phòng tiểu như nhà ta, lập tức biến ngay, nếu không đừng trách ta cư xử không có lễ độ. Lãm Thanh Diện cười nói, một vệ sĩ như cậu lo hơi nhiều rồi đấy, tôi thấy là do cậu thích tiểu thư nhà cậu nên mới nóng nảy như thế nhỉ. Tên vệ sĩ bị Lâm Thanh Diện nhìn thấu nỗi lòng thì lập tức nổi nóng, chẳng nói chẳng rằng ra tay với Lâm Thanh Diện. Thứ rác rưởi, một con chó tấu hài mua vui cũng dám chế nhạo ta à. Một tay tên vệ sĩ vồ về phía Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện lùi về sau hai bước tránh khỏi tấn công của anh ta. Vệ sĩ lập tức thay chiều muốn tấn công Lâm Thanh Diện thêm lần nữa, đúng lúc này lương cung nhạn xương đứng chắn trước mặt Lâm Thanh Diện, ánh mắt lạnh lùng, cắn răng thốt ra một chữ cút. Tên đó lập tức thu tay lại, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện nhìn lương cung nhạn xương, khé miệng khẽ nói tiểu thư. Còn nói thêm nữa chữ nữa thì vĩnh viễn cút khỏi nhà họ lương cung đi, lượng cung nhạn xương không hy vọng có một tên vệ sĩ dám đẻ ép mình. Ở nhà họ lương cung, ngoài ba có thể nói được cô, những người khác nào dám can thiệp quyết định của cô. Người vệ sĩ này làm thế đúng là tự tìm đường chết, lương cung nhạn xương cũng xe không vì anh ta tốt bụng nhắc nhở mà thất biết ơn. Vệ sĩ nghe lương cung nhạn xương nói vậy, cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, quay người ra khỏi phòng này. Lương cung nhạn xương đi qua đóng chặt cửa lại, sau đó nói to như cố ý nói cho tên vệ sĩ đứng ngoài nghe, tôi muốn làm gì cũng không đến lượt mấy người nhúng tay, mấy người cảm thấy anh ta không có tư cách xuất hiện ở đây thì bà đây lại càng muốn dây dưa với anh ta. Tối hôm nay nhất định là một đêm mãnh liệt. Trường 422, Nguyên nhân từ chính cô. Tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên, rất rõ ràng, Vệ sĩ bên ngoài sau khi nghe thấy lời của Lương cung nhạn xương thì cực kỳ lo lắng. "Cô chủ, cô tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch, người đó chỉ là một con chó mà quan lĩnh nuôi, anh ta căn bản không có tư cách ở cùng một phòng với cô chủ, cô tôn quý như vậy, anh ta có tài có đức gì có thể cơ hội tiếp xúc cô, nếu như cô thật sự cùng anh ta làm gì, ông chủ chắc chắn cũng sẽ nổi giận lôi đình." Giọng nói của vệ sĩ rất khẩn thiết vang lên. "Hừ, bớt lấy ông già đó ra ép tôi, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi." ông ấy không muốn cho tôi làm, tôi cứ muốn làm. Dù sao cũng đã làm không phải một hai lần rồi, trước khi ông ấy đem tôi làm công cụ liên hôn để gả đi, tôi nhất định từ từ tận hưởng sự vui vẻ thuộc về bản thân. Lương cung nhạn xương phản bác một câu, về sau để mặc bên ngoài gõ cửa thế nào, cô đều không có trả lời. Lâm Thanh Diện có hơi tò mò nhìn cô gái ở trước mắt, từ trong đoạn đổi thoại của bọn họ, anh thoáng đoán được, cô gái này mặc dù là cô chủ của hào môn đỉnh cấp, nhưng không hề tự do, những người này từ lúc sinh ra, số mệnh đã định sẵn như vậy. Liên hôn của cô chủ Hào Môn quả thật có thể mang lại lợi ích vô cùng nhiều cho gia tộc, cho nên những cô gái này mặc dù từ nhỏ cái ăn cái mặc không cần lo nghĩ, thậm chí trải qua cuộc sống mà phần lớn mọi người trên thế giới này đều không tưởng tượng được đến, nhưng bọn họ cũng có nỗi khổ của riêng mình. Lương Cung Nhạn Sương chính là một cô gái bởi vì sự ép buộc của ba, mà nội tâm sinh ra phản kháng mạnh mẽ lâm thanh diện cảm thấy cô có thể ở trong loại ép buộc này đơn dần dưỡng thành sở thích muốn phát sinh quan hệ với những người không xứng với thân phận của cô gái loại chuyện làm trái ý của phụ huynh và trưởng bối có thể sẽ khiến cô ta càng thêm phấn khích đồng thời anh cũng hiểu cô gái này tìm anh có thể chính là bởi vì thi đấu buổi chiều chứ không có mục đích khác lương cung nhạn xương xoay người liếc nhìn lâm thanh diện đứng ở đó phát hiện anh ta đang chăm chú nhìn mình trong mắt vụt qua một tia tức giật quát, anh có phải thật sự tưởng tôi muốn xảy ra gì đó với anh hay không? Đừng nằm mơ, tôi chẳng qua là nói cho người khác nghe mà thôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói tôi không có hứng thú. Lương cung nhạn xương xứng người, sau đó ánh mắt phóng tới đánh giá Lâm Thanh Diện, khóe miệng cũng cong lên lộ vẻ khiêu khích. Anh đây là đang diễn kịch với tôi sao? Muốn thông qua loại thái độ giả vờ không có hứng thú này, đến thu hút sự chú ý của tôi. Lương cung nhạn xương cười nói, không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất kém cỏi này của anh tôi thấy nhiều rồi, loại thủ đoạn này, không thể khiến tôi nảy sinh hứng thú với anh đâu, sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Ồ, Lâm Thanh Diện cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ phản ứng với những lời cô ta nói ra, dù sao anh căn bản không có đặt cô gái này trong lòng, mặc kệ đối phương nói cái gì, anh chỉ cần đáp một câu là được. Lương Cung Nhạn Sương vốn tưởng Lâm Thanh Diện sẽ vì thế mà bắt đầu giải thích dài dòng, đến chứng minh bản thân không phải đang diễn kịch, trước đây những ngụy quân tử mà cô ta tiếp xúc chính là thích dùng loại giải thích giả chân này để che đậy mục đích thật sự của bản thân tuy nhiên bây giờ lâm thanh diện ở trước mặt cô ta vậy mà chỉ đáp một chữ ngắn ngủi dường như hoàn toàn không để ý cách nghĩ của cô điều này khiến trong lòng cô thật sự xuất hiện một loại cảm thấy bị coi thường tên này sao có thể biểu hiện điềm nhiên như vậy sau khi anh bị mình vạch trần không nên biểu hiện ra vẻ rất hoảng hốt cật lực giải thích mình không phải như người tôi nghĩ hay sao đáng chết chẳng lẽ bản tiểu thư ở trước mặt anh ta thật sự không có sức quyến rũ gì sao? Hừ, đây chắc cũng chỉ là một thủ đoạn giả bộ của anh ta mà thôi, tôi không tin anh sẽ không lộ ra sơ hở, đàn ông trên thế giờ này còn chưa có ai có thể ở trước mặt tôi mà duy trì được loại thái độ không có hứng thú này đâu. Trong lòng vụt qua mấy luồng ý nghĩ, lương cung nhạn xương cười quyến rũ bước về phía trước hai bước, sau đó đưa một tay ra, nâng cầm của lâm thanh diện lên. Anh hình như thật sự không có hứng thú với bản tiểu thư sao? Điều này ngược lại khiến tôi nảy sinh hứng thú không nhỏ với anh. Theo tôi thấy, những người đàn ông như các anh đều là động vật nửa thân dưới, anh không có hứng thú với tôi, chẳng qua là vì tôi không có lộ ra địa phương đủ sức thu hút anh mà thôi. Bây giờ bản tiểu thư muốn chơi với anh, chúng ta vào trong phòng ngủ bên đó, không biết anh có hứng thú hay không. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt liếc nhìn Lương Cung Nhạn Xương, mở miệng nói, nếu như cô không có chuyện gì khác tôi nghĩ tôi có thể trở về. Lương cung nhạn xương bật cười thành tiếng, nói, bớt ở chỗ này giả bộ với tôi đi, đến nay tôi chưa từng gặp được đàn ông có thể ở trước mặt tôi giả bộ quá 5 phút. Các anh trước nay đều chỉ ngoài miệng nói không muốn, nhưng 5 phút sau thì biến thành một con dã thú vậy. Vậy có thể là người cô gặp định lực không đủ, hoặc nói, nguyên nhân ở chính cô, dẫn dến cô luôn gặp phải người như thế, Lâm Thanh Diện không ngần ngại nói một câu. Lương cung nhạn xương xứng người lần nữa, cô suy xét lại lời nói vừa rồi của Lâm Thanh Diện, ý của tên này là nói mình gặp phải mấy động vật nửa thân dưới đó, nguyên nhân là do mình, anh cảm thấy sức quyến rũ của mình không đủ, cho nên chỉ có thu hút mấy tên không có não đó. Trong lòng lương cung nhạn xương lập tức nảy sinh một tia phẫn nộ, trước nay chưa từng có ai nói cô từ góc độ này, người đàn ông này là sao, người này cũng thẳng quá rồi. Không có biểu hiện suy nghĩ trong lòng của mình ra, lương cung nhạn xương tiếp tục duy trì ý cười trên gương mặt mình, Cô không tin dưới thế công của mình, Lâm Thanh Diện còn có thể kiên trì được, rõ ràng là do mấy tên đàn ông này trong đầu toàn là loại chuyện này mà thôi, nguyên nhân sao có thể do cô ta được chứ. Cô ta dần dần tháo nút thắt quần áo trên người mình ra, cười nói, tôi không cho rằng anh và những người đó có gì khác biệt, mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, mà anh chỉ là một đả thủ nhỏ nhoi bị nhốt ở đây, có điều tôi không để ý, tôi thích loại kích thích này. Sau khi tháo thắt lưng ra, bên trong có thể thấp thoảng nhìn thấy phong cảnh có chút không giống, cô ta đi về phía Lâm Thanh Diện, mắt khóa chặt trên người của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhíu mày, không ngờ cô gái này lại còn liêu vậy, anh bèn lùi về sau hai bước, mở miệng nói tôi không thích loại kích thích này, cả đời này tôi sẽ chỉ chạm vào một mình vợ tôi, nếu như cô còn tiếp tục như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Ha ha, thật là một người mặt người giả dạ thú, vậy mà còn làm mình trở nên cao thượng như vậy, loại đàn ông này không đáng tin nhất nói xong, lương cung nhạn xương đưa tay cởi chiếc áo trên người mình. Lâm thanh diện thấy cảnh này, biết bản thân không thể tiếp tục mặc kệ cô cứ như thế, anh mặc dù trung thành, nhưng cơ thể tóm lại vân có tính bản năng, nếu như để mặc cô ta tiếp tục, ai cũng không thể bảo đảm hậu quả rốt cuộc sẽ như thế nào. Anh trực tiếp giơ tay, túm lấy dây lưng trên người lương cung nhạn xương qua. Lương cung nhạn xương cười lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ còn không phải là không nhịn được sao, những lời nói trước đó đều là xiết chó. Tuy nhiên một giây sau, lương cung nhãn xương ngốc trệ, Lâm Thanh Diện sau khi túm lấy dây lưng trên người cô ta, trực tiếp quấn vải vòng trên người của cô ta, trực tiếp trói cô ta lại. chương 423, bí mật của lương cung nhạn xương. Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra. Lương cung nhạn xương trợn to hai mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Biểu cảm trên mặt tràn ngập sự khó tin, cô ta vốn tưởng Lâm Thanh Diện muốn lột quần áo trên người cô ta, không ngờ đổi phương vậy mà dùng dây lưng trên quần áo của cô trói cô lại. Cô đứng ở đó, chân cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thế chừng mắt với Lâm Thanh Diện. Cô bình tĩnh lại trước đi, tôi không muốn làm cô bị thương. Lâm Thanh Diện nói một câu với Lương Cung Nhạn Sương, sau đó xoay người nhìn xung quanh căn phòng. Lương Cung Nhạn Sương mãi đến lúc này mới biết, Lâm Thanh Diện thật sự không định làm gì cô ta, nếu như đổi thành người đàn ông khác, bây giờ sợ rằng sớm đã không chân trừ mà ôm cô ta lên giường rồi mà tên này lại trói cô lại điều này thật sự phá vỡ nhận thức về đàn ông của lương cung nhạn xương trên thế giới này vậy mà thật sự có người không hiểu phong tình như vậy anh mau thả tôi ra tôi là cô chủ của gia tộc lương cung chỉ cần một câu của tôi thì có thể lấy mạng của anh anh còn muốn sống tiếp thì ngoan ngoãn nghe lời tôi lương cung nhạn xương nhíu mày gắn lên với lâm thanh diện cô hôm nay chắc cũng thấy thực lực của tôi Bây giờ trong căn phòng này chỉ có hai người chúng ta, nếu như tôi muốn giết cô, thậm chí một câu cũng không cần nói, hy vọng cô có thể hiểu trạng thái giữa tôi và cô bây giờ, cô không chiếm thế chủ động, Lâm Thanh Diện nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Lương cung Nhạn Sương trong lúc nhất thời lại không tìm được lời phản bác Lâm Thanh Diện, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thanh Diện nhìn một phòng trong căn phòng của Lương cung Nhạn Sương, không có phát hiện chỗ nào đặc biệt. Nơi này chắc chính là nơi thư giãn mà quan lĩnh chuẩn bị cho bọn họ, không có thứ gì đề cập tới thông tin quan trọng về gia tộc. Anh trước đây chưa có nghe nói đến gia tộc Lương cung này, có điều từ trong lời của Lương cung nhạn xương có thể đoán được, gia tộc này không đơn giản, hơn nữa có thể đến loại địa phương như quan lĩnh này để hưởng thụ, tuyệt đối đều là thành viên gia tộc hàng đầu thế giới, cho dù không biết gia tộc Lương cung này rốt cuộc có thực lực như thế nào, có điều có thể chắc chắn mạnh hơn nhà họ Lâm ở kinh đô cho dù là thể lực siêu cấp của kinh đô, nhà họ Lâm cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với quan lính, chỉ có thể chứng tỏ ở trong mắt quan lính, nhà họ Lâm vẫn không đủ tư cách. Lâm Thanh Diện đi tới bên cửa sổ, liếc nhìn ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài cửa sổ lại là một ngôi biệt thự, có ánh đèn, cái khác thì không có. Nói cho tôi biết, chúng ta bây giờ ở chỗ nào, chỗ này cách nước tê bao xa, Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Lương Cung Nhạn Sương hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói tôi tại sao phải nói cho anh, anh mau chóng thả tôi ra, nếu không tôi nói chuyện này cho ông chủ của quan lĩnh, anh sẽ chết rất thảm. Khóe môi lâm thanh diện cong lên lộ ra nụ cười xấu xa, đi đến trước mặt lương cung nhạn xương, một tay nhẹ nhàng sờ vào gương mặt nhẫn mịn của cô ta, nói cô bây giờ đối với tôi mà nói, chỉ là một con cừu đợi làm thịt, nếu như không nghe lời, tôi không tiếc để cô nếm thử thủ đoạn của tôi đâu, hừ, đừng tưởng tôi sẽ sợ anh, ngược lại, tôi rất thưởng thụ loại chuyện này, anh sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy rất kích thích, tôi không phải loại người để ý tiểu tiết, lương cung nhạn xương nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Ô, vậy sao, vậy nếu như tôi bây giờ dẫn cô vào trong địa lao thì sao? Trong phòng của chúng tôi còn có hơn 20 người đàn ông lực lưỡng đang đợi đó, cô chắc chắn cô không để ý. Lâm Thanh Diện nói một câu. Biểu cảm trên mặt của lương cung nhạn xương cứng lại, trong lòng sinh ra một tia uất ức, không ngờ tên này lại ác như vậy, còn không biết tốt xấu, cô một mình gọi anh đến, anh vậy mà muốn dẫn cô ta vào trong địa lao, thật sự đáng hận. Nơi, nơi này ở trong sơn mạch Andes, phía Nam châu Mỹ, cách nước tê bao xa, bản thân anh chắc biết rõ, do dự một lát, Lương cung nhạn xương cuối cùng vẫn khuất phục trước loại trai thẳng không hiểu phong tình như Lâm Thanh diện này. Trong một chỗ khác của biệt thự, Thượng Quan Môn đang cùng ba mỹ nữ vận động trên giường. Một lúc sau, Thượng Quan Môn từ trên giường bước xuống, đi đến bên cửa sổ, cầm một điếu xì gà, châm thuốc hút. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, thượng quân môn cũng không quan tâm ba mỹ nữ không mặc quần áo trên giường, trực tiếp nói, vào đi. Thủ hạ của thượng quan môn đi vào, ánh mắt liếc qua ba cô gái trên giường, sau đó cúi thấp đầu với thượng quan môn, nói cậu chủ, tôi nhìn thấy có người dẫn tên chiều này nổi bật trên lôi đài thi đấu đến chỗ ở của cô Lương Cung, đến tận bây giờ, người đó vẫn còn chưa đi ra. Thượng quan môn nghe thấy lời này, tay vừa mới nhấc lên ở nửa không trung đột nhiên cứng lại, sau đó điếu xì gà trên tay rơi xuống đất, anh ta nhấc chân, di mạnh trên sàn, trong lòng chửi thêm một trận. Ả à đàn bà lương cung nhạn xương này, thà xảy ra quan hệ với một con chó, vậy mà không chịu chấp nhận tôi, đầu của cô ta nhất định bị con lửa đá 100 lần rồi. Thượng quan môn, về sở thích đặc biệt của lương cung nhạn xương, thượng quan môn cũng sớm nghe đồn. Nói lương cung nhạn xương thích nhất đi vào xã hội tầng thấp, tìm mấy người đàn ông nhìn trông thú vị, hơn nữa không kiêng kỳ cùng bọn họ làm bất kỳ chuyện gì. Cô coi đây là tự do, còn thượng quan môn thấy, đây căn bản chính là hành vi ngu xuấn tự làm hại mình. Quan trọng nhất là thượng quan môn tốt xấu gì cũng là cậu chủ của đại gia tộc, nhưng căn bản lại không lọt vào mắt của lương cung nhạn xương, điều này là chuyện khiến anh ta phẫn nộ nhất. Đứng ở bên giường một lúc, thượng quan môn hít mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, lạnh lùng nói, đến bảng chiên thân quan lính tìm cho tôi một cao thủ, 300 tỷ, lấy mạng của thằng đó tối nay làm xong chuyện này tôi phải khiến thứ không biết sống chết là gì đó hiểu có một vài người không phải là anh ta có tư cách được chạm vào thủ hạ luôn đứng ở đằng sau thượng quan môn gật đầu xoay người đi ra khỏi phòng trong căn phòng của lương cung nhạn xương lâm thanh diện khi nghe thấy lương cung nhạn xương nói nơi này ở sơn mạch en thì lập tức nhíu mày anh đoán quan lĩnh không ở trong nước nhưng không ngờ lại ở địa phương xa như vậy ở đây cho dù trốn ra ngoài chỉ sợ dưới tình thể không đủ đồ ăn và nước uống, cũng không thể sống mà trốn ra khỏi sơn mạch này. Quan lĩnh có ông chủ không? Lâm Thanh Diện lại hỏi một câu. Có, ông chủ của quan lĩnh có thực lực không thua kém bất kỳ một tập đoàn hàng đầu thế giới nào, nếu như ông ta biết anh đối đãi với khách của ông ta như này, ông ta nhất định sẽ không tha cho anh đâu, Lương Cung Nhạn Sương tức giận nói. Lâm Thanh Diện rừng rưng gật đầu, không ngờ quan lĩnh này lại thật sự có một ông chủ, Lâm Trung Thiên đã vào đây nhiều năm như vậy, nếu như ông ấy còn sống, ông chủ này chắc biết tung tích của ông ấy. Nếu như tôi thả cô, cô sẽ gọi người của quan lĩnh đến đối phó tôi sao? Lâm Thanh Diện lại hỏi một câu. Anh cảm thấy sao? Sắc mặt của Lương Cung nhạn Sương âm châm nhìn Lâm Thanh Diện, không cần nghĩ cũng biết cô ta sẽ làm như thế. Lâm Thanh Diện có hơi đau đầu, lúc đó trói Lương Cung nhạn Sương lại, cũng là bất đắc dĩ, bây giờ anh cũng không biết nên làm sao để lương cung nhạn xương thả cho anh. Nếu như cô ta thật sự nói chuyện này cho người của quan lính, Lâm Thanh Diện sợ rằng vừa đến không được mấy ngày thì phải bỏ mạng trong quan lính. Anh không hề nghi ngờ thực lực của cao thủ trong quan lính, những lão đại trong địa lao kia cũng đã đạt tới trình độ cao thủ đỉnh tiêm của nhà họ Lâm, huống chỉ ở đây còn có rất nhiều cao thủ có thực lực vượt xa bọn họ. Hoa Man nói với Lâm Thanh Diện, những người trong địa lao là một đám người tân thấp nhất của quan lính, thực lực của bọn họ cũng kém nhất, ở trên bọn họ, mới là cao thủ chân chính, những người giàu có đó muốn xem nhất chính là giao đấu giữa những cao thủ đó. Hừ, sợ rồi chứ, nếu như sợ rồi, bây giờ nhanh chóng thả cho tôi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu như anh có thể dỗ tôi vui, tôi còn có thể suy nghĩ thả cho anh một con đường sống, nếu không, anh đợi chết đi. Lương cung nhạn xương dường như rất tự tin, quát một câu với Lâm Thanh Diện lúc này ánh mắt của lâm thanh diện lại dừng trên chiếc điện thoại trên bàn anh đảo mắt đi tới bên chiếc bàn cầm chiếc điện thoại đó lên sau khi lương cung nhạn sương nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi vội vàng mở miệng để điện thoại xuống cho tôi lâm thanh diện cười cười mở miệng nói khẩn trương như vậy xem ra trong chiếc điện thoại này có bí mật không nhỏ sau đó anh bèn mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin ghi chú các loại ở bên trong muốn tìm xem có thông tin hữu dụng có liên quan đến gia tộc Lương Cung không. Có điều xem nửa ngày, Lâm Thanh Diện cũng không nhìn thấy bất kỳ thông tin nào hữu dụng, toàn bộ đều là mấy thứ linh tỉnh cả tiểu nữ sinh Lương Cung nhạn xương, trong ghi chú thậm chí còn có nhật ký của cô ta, toàn bộ kể về những thống hận của Lương Cung nhạn xương đối với ba của cô ta. Theo lý mà nói những thứ này không đủ khiến Lương Cung nhạn xương khẩn trương như vậy, trong này chắc chắn còn có thứ Lâm Thanh Diện chưa nhìn thấy. Suy nghĩ một lát, Lâm Thanh Diện mở album, sau đó anh suýt nữa xịt máu mũi luôn. Trong album ảnh toàn bộ đều là ảnh tự sướng mọi góc độ của Lương Cung Nhạn Sương. Anh sao cũng không ngờ, cô chủ của gia tộc đỉnh cấp này lại có loại sở thích này, quả nhiên là một bông hoa kỳ dị trong các cô chủ của gia tộc đỉnh cấp. Những bức ảnh này chắc chính là nguyên nhân khiến Lương Cung Nhạn Sương khẩn trương. Không ngờ gương mặt tinh tế này của cô vậy mà che giấu dục vọng đen tối đến vậy, người của đại gia tộc đều đè nén như vậy sao? Lâm Thanh Diện thích thú nói một câu. Anh mau chóng để điện thoại xuống cho tôi, anh có biết tái máy điện thoại của người khác là một chuyện rất không có giáo dưỡng không? Lương Cung Nhạn Sương mở miệng quát một câu. Mạng của tôi sắp không giữ được rồi, chẳng lẽ còn để tâm đến giáo dưỡng sao? Lâm Thanh Diện cười nói. Lương Cung Nhạn Sương cắn răng, mở miệng nói, anh để điện thoại của tôi xuống, rồi thả tôi ra, tôi có thể bảo đảm không tìm anh gây chuyện, bây giờ thả anh rời đi. Lâm Thanh Diện cười hắc hắc, không những không có để điện thoại xuống, ngược lại để điện thoại vào trong túi áo của mình. Chiếc điện thoại này tạm thời bảo quản ở chỗ tôi, nếu như cô cho người đến đối phó tôi, tôi lập tức đăng tất cả ảnh trong điện thoại lên mạng, đến lúc đó cô chủ của nhà họ lương cung, chắc sẽ trở thành người nổi tiếng trên thế giới đó, Lâm Thanh Diện cười nói. Anh dám, lương cung nhạn xương mặt mày rất sốt ruột. Tôi có dám hay không thì tùy thuộc vào thái độ của cô đối với tôi rồi, Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt lương cung nhạn xương, cởi trói trên người cô ta ra. Lương cung nhạn xưa muốn bổ nhào vào người của Lâm Thanh Diệt, muốn cướp điện thoại lại, có điều cô ta ý thức được bản thân căn bản không phải đối thủ của Lâm Thanh Diệt, cuối cùng cũng chỉ có thể mặt mày tức tối chừng mắt với anh, chỉ vào cửa phòng, gắn lên, cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, nếu như bất kỳ bức ảnh nào trong điện thoại của tôi bị chuyên ra ngoài, tôi đều sẽ xé xác anh thành vạn mảnh. Lâm Thanh Diệt không nói chuyện, trực tiếp đi về phía cửa. Đi ra bên ngoài, Lâm Thanh Diện nhìn tên vệ sĩ đó còn đợi ở cửa, không có để ý anh ta, trực tiếp đi xuống lầu. Vệ sĩ cấp tốc xông vào trong phòng, nhìn thấy lương cung nhạn xương quần áo sộc sạch, đầu tóc tán loạn, sắc mặt đỏ rực, rõ ràng giống như vừa làm chuyện gì đó. Anh ta lập tức cứng đờ ở đó, lắp bắp nói, cô, cô chủ, cô thật sự cùng anh ta. Cút, lương cung nhạn xương trực tiếp hét một tiếng với vệ sĩ, tôi bây giờ không có tâm trạng để ý anh. Chương 424: Tha Hương Gặp Lại Bạn Cũ. Từ trong biệt thự đi ra, trong lòng Lâm Thanh Diện có hơi kỳ lạ, theo lý mà nói lấy thân phận của anh bây giờ, từ biệt thự đi ra chắc chắn sẽ có người đến dẫn anh về địa lao. Nhưng sau khi anh đi ra lại phát hiện trên đường không có một ai, anh đứng ở đó một lúc, vẫn không có bất kỳ ai đến dẫn anh về, điều này khiến anh cảm thấy rất bất thường. Có sự khác thường tất có mưu đồ, trong lòng Lâm Thanh Diện lập tức trở nên cảnh giác ở nơi mình không quen thuộc này anh buộc phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi mới có thể bảo đảm mình sống được thấy không có ai đến lâm thanh diện suy nghĩ một lát định tự mình trở về trong địa lao mặc dù bây giờ không có ai quản anh nếu như anh chạy trốn chắc chắn cũng không có ai có thể tìm được anh chỉ là anh đến đây tìm người hiện nay mục đích chưa có đạt được anh nếu như chạy trốn thì đương tương đến uống công rồi đi dọc theo con đường cả con đường đều vô cùng yên lặng không có một ai xuất hiện. Lâm Thanh Diện không biết địa phương như quan lĩnh đến tối sẽ biến thành như thế nào, hay chỉ có tối nay là như thế, bầu không khí yên lặng đến dị thường như này, tóm lại khiến trong lòng anh xuất hiện dự cảm bất an. Khi sắp đi được một nửa, Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm giác đằng sau anh có bóng người, dường như đang nấp ở đâu đó, anh lập tức vượng dậy tinh thần, cẩn thận để phòng bóng đen đó có thể gây ra nguy hiểm. Anh giả bộ như không có chuyện gì đi tới, lúc này, một bóng đen xuất hiện, nhanh chóng ép sát sau người anh, mượn ánh sáng, Lâm Thanh Diện nhìn thấy một tay dơ ra của cái bóng đó, trên tay còn có một con dao. Không hề do dự, Lâm Thanh Diện xoay người, đánh về thân ảnh ở phía sau mình. Thân ảnh đó nhìn thấy Lâm Thanh Diện xoay người, không hề thấy bất ngờ, động tác trong tay lập tức thay đổi, khiến con dao cũng di chuyển theo, công kích nửa thân dưới của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lập tức phán đoán ra, thực lực của người này rất mạnh, so cuồng đao mạnh hơn không chỉ một cấp bậc, chẳng lẽ lương cung nhạn xương đó nhanh như vậy để tìm người đến trả thù mình sao? Trong lòng Lâm Thanh Diện vụt qua một tia nghi hoặc. Dựa theo lý mà nói anh cầm điện thoại của cô ta, lấy tính cách của cô ta, chắc sẽ không ra tay với mình mới đúng. Thế nào anh vừa mới từ trong biệt thự của lương cung nhạn xương đi ra được một lúc như vậy, thì đã có người đến giết rồi. Trong đầu vứt qua suy nghĩ này, Lâm Thanh Diện tập trung tinh thân, bắt đầu giao thủ với người đột nhiên tới ám sát này. Đối phương thực lực mạnh mẽ, không giống người trong địa lao, nếu như không đoán sai, người này không phải cao thủ của quan lính, chính là vệ sĩ của gia tộc nào đó. Người đến ám sát anh ở trong thời gian ngắn lại không thể đối phó được Lâm Thanh Diện, rõ ràng có hơi kinh ngạc, anh ta lần nữa đánh ra vào chiêu về phía Lâm Thanh Diện, không những không có đắc thủ, ngược lại con dao trong tay mình còn bị Lâm Thanh Diện đánh rơi. Lâm Thanh Diện nắm bắt cơ hội, túm lấy cổ tay của người đó, sau đó dùng sức, bèn bóp vào động mạch chính của đối phương chỉ cần đối phương tiếp tục có hành vi bất thường gì đó, Lâm Thanh Diện có thể lập tức bẻ tay của đối phương. Người đó cũng biết mình đối mặt với Lâm Thanh Diện, đã thua rồi, cho nên không có hành động lung tung nữa. Nói, là ai phái anh đến? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Người đó mượn ánh sáng liếc nhìn kẽ Lâm Thanh Diện, rõ ràng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, sau đó dùng một giọng nói không chắc chắn hỏi, Lâm, Lâm Thanh Diện. Là anh sao? Lâm Thanh Diện cũng xứng người, không ngờ đối phương lại có thể gọi được tên của anh, hơn nữa nghe giọng điệu, dường như biết anh từ lâu rồi. Anh là ai? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Người đó vội vàng dùng một tay của mình gỡ chiếc khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt màu đồng, dưới ánh trăng mờ mờ, rõ ràng có hơi đen. Nhìn thấy gương mặt này, trong đầu của Lâm Thanh Diện lập tức xuất hiện một vài ký ức, cùng một cái tên, Lý Hắc Thán. Lý Hắc Thán, là anh sao? Lâm Thanh Diện hỏi một câu có hơi không chắc chắn. Người đó lập tức gật đầu, mặt mày tràn đầy sự kích động nói: "Là tôi, Lâm Thanh Diện, thật không ngờ sẽ gặp anh ở loại địa phương này, anh sao lại chạy đến đây rồi?" Lâm Thanh Diện lúc này mới buông tay của Lý Hắc Thán ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, không ngờ lại gặp được người quen của mình, trong lòng có loại cảm giác tha hương gặp lại bạn cũ. Lý Hắc Thán này là người bạn năm đó Lâm Thanh Diện bái nhập sư môn, cùng sư phụ vào núi sâu học võ ở trong thôn gần đó mà quen biết. Lúc đó sư phụ của Lâm Thanh Diện sắp đặt một quy trình học võ rất biến thái cho Lâm Thanh Diện, lại ở trong núi sâu, Lâm Thanh Diện mỗi ngày trừ tập võ thì không có chuyện gì khác để làm cả. Anh thỉnh thoảng lén lười biếng, tự mình lén lúc chạy ra ngoài núi chơi, cũng chính vào lúc đó, anh phát hiện một thôn làng trong núi, ở đó gặp được Lý Hắc Thán. Lý Hắc Thán ở trong núi gần như có thể nói là cách biệt với thế giới bên ngoài, cuộc sống của những người ở đó cũng có hơi lạc hậu, phương pháp sinh đẻ và cách thức sinh tôn vẫn dùng của mấy chục năm trước đối với tin tức bên ngoài biết lại càng ít nhưng thôn này kỳ lạ là ai trong thôn đều có lực lượng vô cùng lớn cơ bản là gấp đôi lực lượng của người bình thường lâm thanh diện cảm thấy điều này có khả năng là truyền thống mà người trong thôn còn giữ để đánh bắt và làm việc nặng cho nên mới khiến lực lượng của ai cũng lớn như vậy sau khi quen lý hắc thán lâm thanh diện thường xuyên dẫn lý hắc thán cùng luyện võ thể lực của lý hắc thán lâm thanh diện thấy tốt nhất anh ta cùng Lâm Thanh Diện tập luyện, căn bản không có bất kỳ gánh nặng nào. Lâm Thanh Diện cũng thường xuyên dạy một số công phu mà sư phụ dạy cho anh dạy lại cho Lý Hắc Thán, năng lực học hỏi của Lý Hắc Thán cũng rất tốt, không lâu sau, thực lực của anh ta đã sắp đuổi kịp Lâm Thanh Diện. Sư phụ của Lâm Thanh Diện biết rõ chuyện của Lý Hắc Thán, có điều không có ngăn cản Lâm Thanh Diện truyền những võ học mà mình truyền thụ cho người khác. Lúc đó Lâm Thanh Diện còn dẫn Lý Hắc Thán đến gặp sư phụ muốn để sư phụ cũng nhận Lý Hắc Thán thành đồ đệ, có điều bị sư phụ từ chối rồi. Trước khi kết thúc những ngày tháng ở trong núi tập võ, Lâm Thanh diện kế cho Lý Hắc Thán về cái đẹp của thế giới bên ngoài, bảo anh ta có cơ hội nhất định phải ra ngoài ngắm nhìn thử. Lý Hắc Thán đối với thế giới bên ngoài cũng tràn đầy tò mò, đồng ý sau này nhất định sẽ ra ngoài sông pha một phen. Hơn nữa lúc đó anh ta còn muốn tìm Lâm Thanh Diện ôn lại chuyện cũ. Có điều sau khi rời khỏi núi, lâm thanh diện cũng không có gặp lại lý hắc thán nữa cũng không biết anh ta rốt cuộc có từ thôn làng đó đi ra không đi nơi nào sông pha anh ta thế nào cũng không ngờ lần nữa anh ta gặp lại lâm thanh diện vậy mà ở trong quan lính lâu như vậy không gặp anh lại đen thêm vài phân rồi lâm thanh diện cười với lý hắc thán lý hắc thán ái ngại gãi đầu với lâm thanh diện nói đây là vì trời tối ban ngày không có đen như vậy anh tại sao lại ở đây Ban đầu anh không phải nói muốn ra ngoài sông Pha sao, thế nào lại xông vào địa phương như quan lĩnh này rồi? Lâm Thanh Diện không có lòng vòng với Lý Hắc Thán nữa, hỏi thẳng. Chuyện này nói ra thì dài, bây giờ tôi không có thời gian giải thích rõ cho anh được, tóm lại chính là mơ hồ đến nơi này, lại mơ hồ trở thành người thứ 13 trong bảng chiến thần gì đó, sau này khi tôi muốn rời khỏi, phát hiện mình không thể rời khỏi được nữa, Lý Hắc Thán có hơi cảm khái nói. Ngược lại là anh tại sao cũng xuất hiện ở nơi này lý hắc thán hỏi ngược lại một câu không có vội hỏi lý hắc thán bảng chiến thần là thứ gì lâm thanh diện mỉm cười với anh ta mở miệng hỏi tôi đến đây tìm một người lý hắc thán gật đầu hỏi tiếp vậy anh sao lại đắc tội với thượng quan môn anh ta tại sao phải bỏ tiên tìm người giết anh lâm thanh diện nhíu mày rất rõ ràng anh không biết thượng quan môn là ai thượng quan môn là ai lâm thanh diện mở miệng hỏi Cậu chủ của gia tộc thượng quan, anh ta là khách thường xuyên của quan lính, lần này chính anh ta trả tiền để tôi giết anh, lúc anh từ chỗ của cô chủ của nhà họ Lương Cung đi ra, tôi biết đây là cô chủ nhà Lương Cung mà thượng quan môn luôn theo đuổi, anh không phải nhúng chàm người ta rồi chứ. Lý Hắc Thán lộ ra nụ cười mở ám với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mặt mày đầy vạch đen, anh ta thế nào cũng không ngờ, anh chỉ bị cô chủ của nhà họ Lương Cung gọi đến, vậy mà gây chú ý với thượng quan môn này, đối phương vậy mà trực tiếp bỏ tiên tìm người muốn biết anh. Xem ra những người của gia tộc đỉnh cấp này, thật sự không để mạng người vào trong mắt. Tôi trông giống người như vậy sao? Là cô chủ lương cung gì đó gọi tôi đến, tôi căn bản không biết tên thượng quan môn này có quan hệ gì với cô chủ lương cung đó, Lâm Thanh Diện giải thích một câu. chương 425, đương thời ít có kẻ địch lại trên mặt Lý Hắc Thán lộ ra biểu cảm tôi hiểu, không tiếp tục nói gì nữa. Lâm Thanh Diện nhìn thấy biểu cảm này của anh ta, tóm lại cảm thấy có loại cảm giác hiểu Lâm càng lớn. Chúng ta vừa đi vừa nói đi, bởi vì lúc đó phải ra tay với anh, cho nên tôi đã dẫn người tuần cha đi ra, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, nếu như bị bọn họ nhìn thấy tôi ở đây nói chuyện với anh, về sau sẽ không dễ giải thích, Lý Hắc Thán mở miệng. Lâm Thanh Diện gật đầu, cùng Lý Hắc Thán đi dọc theo con đường. Lý Hắc Thán dẫn Lâm Thanh Diện đến một nơi nhân viên tuần tra sẽ không phát hiện hai người kể lại chuyện mình đã gặp phải, Lâm Thanh Diện đối với chuyện Lý Hắc Thán tại sao lại xuất hiện ở đây, cùng một số chuyện của quan lính, càng hiểu hơn. Thì ra muốn vào quan lính, có hai cách, một cách trong đó chính là cách của Lâm Thanh Diện tiến vào, chỉ có điều cách này là cách được sử dụng rộng rãi của người tầng thấp trong quan lính, người đến cũng đều là những người lính đánh thuê, bối cảnh xã hội không quá lớn. Sự tồn tại của những người này cũng chỉ vì khi trong quan lính không có tiết mục gì hay, để bọn họ vào, sau đó tiến hành một số cuộc thi giải trí. Có người còn bị dẫn đi làm những công việc dọn dẹp vệ sinh sửa chữa cơ bản nhất trong quan lĩnh, ở quan lĩnh thuộc nhóm người không có địa vị. Mà cách thứ hai, là quan lĩnh phát người có chuyên môn ra ngoài, tìm kiếm những người trong xã hội có bối cảnh có sức ảnh hưởng có thực lực, khi bọn họ đối mặt với nguy cơ thì xuất hiện, giúp bọn họ giải quyết nguy cơ, mà cái giá là theo người của quan lĩnh vào quan lĩnh, mất đi tự do. Ban đầu Lý Hắc Thán chính là ở phía nam gây thủ với ba người, bị mười mấy cao thủ vây công, khi anh ta định từ bỏ, người của quan lĩnh tìm đến, cứu anh ta từ trong nguy cơ ra ngoài. Nếu như không phải người của quan lĩnh, Lý Hắc Thán bây giờ sợ rằng đã chết dưới sự vây công của mười mấy cao thủ rồi. Mà người của quan lĩnh cũng tôn trọng ý nguyện của đương sự, nếu như bọn họ không muốn vì thế mà mất đi tự do, người của quan lĩnh cũng sẽ không cưỡng cầu bọn họ tiến vào cùng lắm lạnh lùng nhìn người đó hãm sâu trong nguy cơ mà thôi. Mà dưới loại tình thế này, đa số mọi người đều sẽ đồng ý. Dù sao mất đi tự do tốt hơn nhiều so với mất đi tính mạng. Cách nói của Lý Hắc Thán khiến cách nhìn của Lâm Thanh Diện đối với quan lĩnh có thay đổi rất lớn. Trước đây Trịnh Trí Cường nói với anh là quan lĩnh sẽ trực tiếp trói người có bối cảnh có sức ảnh hưởng vào trong quan lĩnh. Mà dựa theo cách nói của Lý Hắc Thán, người của quan lĩnh tìm kiếm mục tiêu vẫn tương đối ôn hòa, ít nhất chỉ khi mục tiêu dưới tình thế gặp phải nguy cơ lớn mới xuất hiện, hơn nữa sẽ giúp bọn họ giải quyết nguy cơ, đổi lấy sự tự do của bọn họ. Bảng chiến thân mà Lý Hắc Thán nói là một bảng danh sách tên của các cao thủ trong quan lĩnh, là cái bảng để tất cả mọi người biết rõ thực lực của cao thủ trong quan lĩnh, cũng là cái bảng để những người giàu có hàng đầu khi đến quan lĩnh nghỉ ngơi hiểu được giá trị của bọn họ, nguyện ý chỉ nhiều tiền để bọn họ ra mặt thay. Đăng thiên thê mà Hoa Man trước đây nói, phải quyết đấu với 10 cao thủ trong Quan Lĩnh, 10 cao thủ này chính là người trong top 10 của bảng chiến thân. Lâm Thanh Diện hỏi hai người thành công đăng thiên thê trong lịch sử của Quan Lĩnh có thân phận gì, Lý Hắc thán tỏ ý mình cũng không rõ, anh ta đến Quan Lĩnh thời gian chưa lâu, đối với rất nhiều chuyện của nơi này cũng không hiểu rõ. Giống cao thủ được Quan Lĩnh chuyên môn giải cứu trở về như Lý Hắc thán, Quan Lĩnh bình thường sẽ cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt, bọn họ bây giờ ở trong Quan Lĩnh không có hạn chế thân phận trừ bắt buộc phục tùng sự sắp xếp của ông chủ quản lĩnh, khi cần bọn họ ra mắt chiến đấu, bọn họ không thể từ chối, phương diện khác bọn họ hưởng được những đái ngộ giống những người giàu có kia. Đương nhiên, muốn giành được những đại ngộ này, cũng phải tốn tiền, nguồn gốc của số tiền này, chính là chiến đấu trong quan lĩnh giành lấy phần thưởng. Còn một phần kiếm được thông qua nhận phần trăm yệt riêng, giống như Lý Hắc Thán nhận nhiệm vụ của thượng quan môn, chính là nhận việc riêng, ông chủ của quan lĩnh sẽ không can thiệp vào những chuyện này, dù sao tiền bọn họ kiếm cuối cùng cũng chỉ có thế tiêu xài trong quan lĩnh, điều này tương đương bọn họ trở thành cỗ máy kiếm tiền cho quan lĩnh. Lâm Thanh Diện ngạc nhiên về những phương thức kiếm tiền sáng tạo của ông chủ quan lĩnh, đồng thời cũng nghi hoặc tài nguyên mà ông chủ của quan lĩnh nắm nhiều như vậy, trước nay lại không ở trong xã hội cùng tranh đoạt gì với tập đoàn tài chính của các gia tộc khác, cũng chưa từng bắt mối quan hệ với thế lực lớn nào trong xã hội, vậy ông chủ của quan linh nắm giữ những tài nguyên này là vì cái gì? Vấn đề này Lâm Thanh Diện nghĩ không thông, điều này cũng không phải anh nên suy nghĩ, anh lân này vào đây, mục tiêu chủ yếu, chính là tìm kiếm tung tích của Lâm Trung Thiên, chỉ cần tìm được Lâm Trung Thiên, anh sẽ lập tức nghĩ cách mang Lâm Trung Thiên ra ngoài, còn ông chủ của quan lĩnh là ai, tạo ra quan lĩnh là muốn làm gì, không có liên quan gì đến anh. Người trong địa lao có cơ hội khôi phục tự do trong quan lĩnh không, trở thành người giống như anh. Lâm Thanh Diện nhìn Lý Hắc Thán hỏi một câu. Có, cứ cuối tháng, người trong địa lao đều có thể xin một lần thí luyện, chỉ cần có thể thông qua lần thí luyện này, khiêu chiến thắng một cao thủ bất kỳ trên bảng chiến thần thì có thể giành được tự do trong quan lính, Lý Hắc Thán mở miệng nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, anh hiện nay bị nhốt trong lao, căn bản không có cơ hội điều tra tung tích của Lâm Trung Thiên, cho nên anh nhất định phải giành được tự do trong quan lính mới có cơ hội đi điều tra. Anh nhận nhiệm vụ giết tôi, nếu như không hoàn thành, sẽ như thế nào? Lâm Thanh Diện hỏi tiếp. Lý Hắc Thán cười cười, nói: "Nhiệm vụ mà không thể đều hoàn thành, cùng lắm thất bại thì không lấy tiền thôi, quan lĩnh đối với cao thủ trên bảng chiến thần vẫn luôn bảo vệ, những người của gia tộc kia ở trong quan lĩnh cũng không dám làm khó người của quan lĩnh, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì." "Với cả, nếu như thật sự phải hoàn thành nhiệm vụ này, tôi cũng không đánh lại anh, kết quả cuối cùng vẫn là nhiệm vụ thất bại, không chừng tôi còn mất cả cái mạng này." Thấy Lý Hắc Thán nói như vậy, Lâm Thanh Diện cũng mỉm cười nếu thật sự phải lưu mạc, Lý Hắc Thán quả thật không phải đối thủ của anh. Anh tối nhất mau thông qua thí luyện đó, như thể sau này ở đây có người chống cho tôi rồi, lấy thực lực của anh, muốn vào top 5 trong bảng chiến thần vẫn không thành vấn đề, Lý Hắc Thán cười nói. Ồ, vậy anh cảm thấy, tôi có thể thông qua cái đăng thiên thê đó không? Lâm Thanh Diện lại hỏi một câu. Lý Hắc Thán liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nói cái này anh vẫn là đừng suy nghĩ nữa, cho dù thực lực của anh đứng đầu bảng chiến thần, muốn đăng thiên thế cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bởi vì chuyện này cần anh trong thời gian một ngày đối chiến với 10 cao thủ. Đây không phải đối chiến lần lượt với 10 cao thủ có thể so được, nếu như không có thể lực nghịch thiên, chuyện này căn bản không thể làm được hơn nữa theo tôi biết, ba người đứng đầu bảng chiến thân ai cũng là loại biến thái trong biến thái. Anh có thể đánh lại một trong số bọn họ không còn là không biết đó. Lãm thanh diện không có cảm thấy lời của Lý Hắc Thán là coi thường anh, quan lĩnh có thể tạo ra danh tiếng trong gia tộc tài phiệt đẳng cấp thế giới, có thể tồn tại được trong sự đấu đá trong sáng ngoài tối của những thế lực này, chắc chắn có nội hàm. Cao thủ trên bảng chiến thần quả thật không thể coi thường. Chỉ có điều lâm thanh diện đối với thực lực của mình vẫn có lòng tin tương đối lớn, anh cũng có bí mật thuộc của riêng mình, đến nay anh vẫn nhớ lời đánh giá của sư phụ với anh, nếu xuất toàn lực. Đương thời ít có kẻ địch lại, câu nói này là cơ sở anh tràn đầy niềm tin vào thực lực của mình, sự khủng bố của sư phụ anh đã từng thấy, ngay cả sư phụ cũng đánh giá mình như vậy, vậy thực lực của Lâm Thanh Diện đã đứng ở đỉnh phong rồi. Đương nhiên, lúc đó sau câu nói này của sư phụ anh còn một câu nữa, cụ thể là gì, Lâm Thanh Diện không có nghe rõ, sau này Lâm Thanh Diện truy hỏi, sư phụ chỉ bảo anh nhớ kỹ, thực lực của anh bây giờ, đương thời ít có kẻ địch lại, nói là bề mặt thế tục, Lâm Thanh Diện cách cường giả chân chính, vẫn còn một khoảng cách nữa. Mặc dù không hiểu mặt ngoài thế tục mà sư phụ nói là ý gì, có điều Lâm Thanh Diện hiểu, cường giả chân chính trong lời của sư phụ, cách anh còn rất xa, có thể cả đời này sẽ không chạm đến được. Anh không cho rằng trên bảng chiến thần sẽ có tồn tại như thế, thật sự nếu như là như thế, Lý Hắc Thán cũng không xếp ở vị trí thứ 13. Sau khi nói chuyện hòm hòm rồi, Lý Hắc Thán dẫn Lâm Thanh Diện về địa lao, Lâm Thanh Diện không thể một mình trở về, như thế sẽ gây nên sự chú ý của người bên địa lao, cho nên anh bèn kêu Lý Hắc Thán, áp tải, anh trở về. Hai người đi tới cửa diễn võ quán, có hai người của quan lĩnh canh ở cửa, hai người sau khi nhìn thấy Lý Hắc Thán, lập tức đứng thẳng người. Danh tiếng của người đứng thứ 13 trên bản chiến thân vẫn không nhỏ, những cao thủ bình thường trong quan lĩnh đều không dám chọc vào người trên bảng chiến thần bình thường gặp được đều rất cung kính. Lúc đó trong quá trình nói chuyện, Lâm Thanh Diện còn biết Lý Hắc Thán ở trong quan lĩnh có biệt danh rất bá khí, tên là diêm vương mặt đen bình thường người khác đều gọi anh ta là lý diêm vương cái tên này của lý hắc thán sợ rằng cũng chỉ có lâm thanh diện biết anh anh lý anh đây là một người trong đó hỏi tôi giúp người khác đưa tên này trở về hai người dẫn anh ta vào đi lý hắc thán không có tùy tiện như ở trước lâm thanh diện nữa cả người tỏa ra khí thế hừng hực nhìn trông thật sự rất giống diêm vương hai người đó lập tức gật đầu bọn họ nhớ trước đó không lâu có người dẫn lâm thanh diện ra ngoài được anh Lý, giao cho chúng tôi, hai người lập tức tiếp nhận Lâm Thanh Diện. Lý Hắc Thán cũng không nói gì, xoay người rời khỏi nơi này. Hai người dẫn Lâm Thanh Diện đi vào, xuống dưới lòng đất, Lâm Thanh Diện đến phía phòng số 13, nhìn thấy người bên trong mặt mày thỏa mãn, nhìn dáng vẻ của người hỏa bạo nữ lang đó không có phụ với sứ mệnh của mình. Trong biệt thự của Thượng Quan Môn, một tên thủ hạ đi vào, cúi thấp đầu với Thượng Quan Môn, mở miệng nói, cậu chủ, Nhiệm vụ ám sát tên đó thất bại rồi." Thượng quan Môn đang ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tên thủ hạ đó nói, lập tức mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. "Thất bại rồi, tại sao? Chẳng lẽ một cao thủ trong bảng chiến thần cũng không đối phó tên đó?" Thượng quan Môn rõ ràng có chút bực tức. Tình hình cụ thể không rõ, có điều tôi thấy Dương Vương mặt đen dẫn tên đó về diễn võ quán, nhìn trông không giống ám sát thất bại. Chắc là giữa chừng xuất hiện tình huống khác, thủ hạ trả lời. Thượng quan môn nghiến răng, sau đó cầm chiếc ly trên chiếc bàn, nặng nề ném xuống đất. Thư đáng chết, tôi không tin tôi đường đường là cậu chủ của gia tộc Thượng quan lại không giết được một con chó, người trên bảng chiến thân không giết được anh ta, vậy thì để người của tôi đích thân ra tay. Thủ hạ ngẩng đầu liếc nhìn Thượng quan môn, mở miệng nói, cậu chủ, nơi này là địa bàn của quan lính, mặc dù nơi này không có quy định không được giết người. Nhưng người vượt quyên người của nơi này cũng không được phép, nếu như người của chúng ta làm, sợ rằng sẽ dẫn đến sự bất mãn của ông chủ của quan lính. Thượng quan môn hít một hơi thật sâu, anh ta vốn dĩ đến đây để hưởng thụ, không ngờ lại bị chọc giận, điều này khiến trong lòng anh ta đương nhiên không thoải mái. Một lúc sau, anh ta thả lòng, nói một câu với tên thủ hạ, được rồi, tôi biết chừng mực, anh đi xuống đi, tôi sẽ nghĩ cách đối phó với thằng đó. Audio điện tử võ tấn bền